y võ song toàn, Tần Lâm. Vẻ mặt Thái Thái thực sự rất khó coi, những nhà tài trợ khác thì không sao cả, nhưng chị Tôn là nhà tài trợ đắc lực nhất của Thái Thái. Có thể nói chỉ cần một mình chị ta ủng hộ có thể vào vòng chung kết. Vào vòng chung kết rồi thì không phải dựa vào số tiền tài trợ nữa mà là dựa vào năng lực thực sự. Thái Thái vốn là quán quân rồi, cho nên không sợ hãi gì, chỉ cần có thể vào vòng chung kết thì danh hiệu quán quân chắc chắn thuộc về cô ấy. Nhưng không ngờ rằng, nhà tài trợ lại chạy hết đi, đến cả chị Tôn cũng chạy mất. Thái Thái không thích tìm nhà tài trợ nam, bởi vì bọn họ đa số đều có mục đích không trong sạch. Chẳng dễ gì mới tìm được một nữ doanh nhân là chị Tôn để tài trợ mà cuối cùng chị Tôn lại rút tài trợ. Chị Tôn thở dài, Thái Thái, có một số chuyện chị không thể nói ra, chị cũng là bất đắc dĩ thôi, có người tạo áp lực với chị, bắt chị phải rút tài trợ. Chị tài trợ cho em là vì muốn dựa hơi kiếm chút tiền, nhưng bây giờ tài trợ cho em lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bị thì chị cũng bó tay, chị thực sự xin lỗi em. Nghe giọng chị Tôn cũng khó xử. Thật ra chị ta cũng không muốn rút tài trợ, dù gì hợp tác với Thái Thái cũng rất tốt, hơn nữa Thái Thái cũng là siêu mẫu hạng nhất, cũng mang lại tên tuổi cho sản phẩm của bọn họ. Nhưng bây giờ có người gây áp lực cho chị ta thì chị ta cũng đành phải rút tài trợ. Thái Thái cũng chẳng biết phải làm gì, nói cảm ơn chị Tôn vì thời gian qua đã quan tâm, sau đó ngắt máy. Trên mặt Thái Thái hiện rõ vẻ buồn rầu và tủi thân. Đến cả chị Tôn cũng rút đầu tư rồi. Xem ra A Nhã thực sự đã dở thủ đoạn. Tần Lâm chau mày, chị em xương máu của cô đúng là muốn đẩy cô vào chỗ chết rồi. A Nhã đã hiểu ra, một khi để cho Thái Thái vào chung kết, bọn họ chỉ có thể dùng năng lực thật sự thì chắc chắn Thái Thái sẽ lấn át cô ta. Chỉ cần Thái Thái có thể vào chung kết thì cô ta chắc chắn không thể cất đầu lên được. Cho nên phải tiêu diệt Thái Thái, phải loại ngay từ vòng tuyển chọn. Không để cho Thái Thái có bất cứ cơ hội được chọn vào cuộc thi Hoa hậu châu Á. A Nhã cố ý chạy đến tỉnh Hán Đông đăng ký để cạnh tranh với Thái Thái, phải loại bỏ Thái Thái ngay từ bước đầu tiên, vào đến vòng chung kết thì đương nhiên cô ta không còn cơ hội nữa. Tần Lâm nói, cần tài trợ phải không, tôi sẽ tìm giúp cô. Tần Lâm vốn cũng có thể tài trợ cho Thái Thái, nhưng đây là tài trợ cho cuộc thi sắc đẹp, không phải chỉ cần tiền là đủ. Mà đòi hỏi nhà tài trợ phải có một danh tiếng và chỗ đứng nhất định trong xã hội, mà việc này thì Tần Lâm không có nên anh tìm người khác tài trợ thì sẽ tốt hơn. Thái Thái suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Anh Tần, không cần phiền phức như vậy, chuyện này không đơn giản, hình như người A Nhã tìm được là một đại gia dầu mỏ nổi tiếng, chẳng trách lại quan hệ rộng như vậy, đến cả chị Tôn cũng phải giúp tài trợ thì e là lần này tôi toi đời thật rồi. Hai. Tần Lâm ngây người. Đại gia dầu mỏ nước Mễ. Nếu nói đến đại gia dầu mỏ nước Mễ thì ai có thể lợi hại hơn gia tộc Trác? Nếu bên đối phương tìm đại gia dầu mỏ nước Mễ thì chúng ta cũng tìm người giống vậy đi. Tần Lâm nói, để tôi giúp cô liên hệ với một người bạn, ngày mai sẽ tham dự cuộc thi tuyển chọn của các cô, để ông ấy tài trợ cho cô đi. Nói xong, Tần Lâm gọi điện thoại cho ông Trác. Cậu Tần, tôi là ông Trác, cậu có chuyện gì cần dặn dò vậy? Tần Lâm nói, tôi có một người bạn muốn tham gia cuộc thi người mẫu, cần tìm người tài trợ, không biết ông có đồng ý không? Ông Trác cười rồi nói, bạn của cậu Tần thì đương nhiên không thành vấn đề rồi, cô ấy có muốn làm hoa hậu thế giới cũng được ấy chứ. Ông Trác có chút ngạc nhiên, ồ, nếu thật sự là hoa hậu thì tôi lại càng đồng ý tài trợ, ngày mai chúng tôi sẽ liên hệ để tiến hành. Được. Nói xong, Tần Lâm cúp máy, sau đó nói với Thái Thái. Xong rồi, tôi đã giúp cô liên hệ được với một nhà tài trợ. Thái Thái cũng không tỏ vẻ kích động gì, bèn nói với Tần Lâm cảm ơn anh Tần. Cô ấy không nói tiếp nữa, bởi vì một nhà tài trợ thì không đủ, trừ khi là doanh nghiệp lớn giống như chị Tôn, hơn nữa phải đồng ý bỏ tiền ra để đầu tư. Bình thường một số nhà tài trợ người mẫu sẽ không chịu chi quá nhiều tiền, bởi vì có nhiều tiền như vậy thì bọn họ đi tài trợ show truyền hình thực tế sẽ thu được nhiều lợi ích hơn. Cho nên chỉ với một nhà tài trợ mà muốn đứng nhất tỉnh thì e là hơi khó. Thái Thái cũng không muốn nói với Tần Lâm, dù gì có thể tìm được một nhà tài trợ là đã rất giỏi rồi, cô ấy không thể yêu cầu ở Tần Lâm quá nhiều. Phần còn lại cô ấy sẽ tự nghĩ cách. Anh Tần, tôi về trước đây, Thái Thái có chút phiền muộn, không có tâm trạng đi dạo cùng Tần Lâm. Được, cuộc thi ngày mai tôi sẽ đi cổ vũ cho cô. Thái Thái gượng cười.
thật ra cô ấy không mong Tần Lâm sẽ đi, bởi vì ngày mai nhất định cô ấy sẽ thua. Trở về nhà hàng, Thái Thái cầm điện thoại lên gọi cho người đại diện. Chị có thể giúp em liên hệ với một số doanh nghiệp ở Đông Hải không? Ví dụ như tập đoàn Mạnh Thị, Y Dược Trúc Thị, Mỹ Phẩm Tầng Vân, Bất Động Sản Hà Thị. Người đại diện đầu dây bên kia thở dài, khó nói lắm, chị chỉ có thể liên hệ giúp em, Hán Đông không đi sâu vào ngành này nên em cũng đừng hy vọng quá, cho dù có thật sự tài trợ cho em cũng chỉ mang tính tượng trưng thôi, không được mấy đồng đâu. Thái Thái thở dài, em biết rồi, phiền chị quá. Người đại diện cũng rất tiếc, Thái Thái vốn là người giữ Vương Miện, bây giờ cho dù xét về cơ thể hay nhan sắc thì cũng đều rất đỉnh, chỉ cần vào được vòng chung kết thì rất có khả năng sẽ đạt được Vương Miện một lần nữa. Nhưng bây giờ lại bị người ta gây khó dễ, đến chung kết còn không vào được thì phải làm thế nào đây? Thái Thái nằm trên giường, vẻ mặt buồn thiu, ngày mai phải thi đấu rồi, hôm nay mới liên hệ với nhà tài trợ thì sao có thể thắng chứ? A Nhã đúng là quá độc ác mà. Bây giờ A Nhã đang nằm trong lòng một ông Tây dâu quai nón, áo nghẹo vuốt ve bụng bia của ông ta. Anh ơi, ngày mai mấy doanh nghiệp ở khu vực này sẽ không tài trợ cho Thái Thái phải không? Dâu quai nón gật đầu, em yên tâm, anh đã đánh tiếng giúp em hết rồi. Thật ra không cần ông ta phải lên tiếng, doanh nghiệp ở Đông Hải chẳng có mấy ai tài trợ, Đông Hải coi trọng những ngành lớn như kiểu ngành bất động sản, còn ngành giải trí thì không mấy quan tâm. Chắc cũng chỉ có Mỹ Phẩm Tầng Vân là có hứng thú với cuộc thi siêu mẫu, nhưng cũng không quan tâm mấy, Liễu Thanh Thanh người ta là tỷ phú số một Hoa Hạ, cần gì phải tuyên truyền quảng bá nữa chứ, cô ấy tự làm người đại diện là được rồi. Dâu quai nón ôm lấy cơ thể của A Nhã rồi vuốt ve. Để em được thắng cuộc thi lần này, anh đã tốn không biết bao nhiêu tiền và mối quan hệ đấy, em nói phải báo đáp anh như thế nào đây? A Nhã ra vẻ nũng nịu, anh nói như thế nào thì là như thế ấy. Dâu quai nón mò xuống cuối giường lấy một cái còng tay, sau đó mấy người bạn của ông ta cũng vào phòng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng A Nhã cũng sợ hãi, nhưng mà hết cách, cô nhắm mắt lại, chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút. Sáng hôm sau, A Nhã nhìn thấy các tờ báo lớn bắt đầu đưa tin, đột nhiên trong lòng cũng vui lên nhiều. Trang đầu toàn là những tin xấu liên quan đến Thái Thái. Hãng rượu Liên Hợp hủy tài trợ với siêu mẫu Thái Thái. Lý do cụ thể vẫn chưa được làm rõ, tạm thời chưa trả lời về vấn đề này. Công nghệ sinh vật Bạch Vi hủy tài trợ với siêu mẫu Thái Thái. Công ty mạng Đại Thành hủy tài trợ với siêu mẫu Thái Thái. Một số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều hủy tài trợ với Thái Thái, mặc dù bọn họ tài trợ cũng không nhiều nhưng cứ hủy tài trợ như vậy thì giống như Thái Thái đã làm việc gì sai vậy. Một khi có tình huống như vậy mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ. Những doanh nghiệp này mặc dù không chính thức lên tiếng, nhưng chuyện hủy tư cách tài trợ này là bên truyền thông đưa tin, sau khi đưa tin, những doanh nghiệp kia cũng không có ai đứng ra giải quyết. Không lên tiếng, cũng không phủ nhận, vậy thì có nghĩa là ngầm thừa nhận. Người có con mắt tinh đời nhìn phát là biết cô siêu mẫu này chắc chắn là đã đắc tội với ông chủ lớn nào đó, sau đó bị người ta đối phó, nếu làm không tốt nữa thì sau này còn bị phong sát nữa. Vài phút sau, có người đăng lên Facebook một bức ảnh. Trong bức ảnh là cảnh Thái Thái đứng trên lầu 3 ở nhà hàng Há Cảo, xung quanh là những chai rượu vỡ và tủ rượu đổ trên mặt đất. Trong bức ảnh không còn ai khác, chỉ có một mình Thái Thái. Chỉ đăng một mình bức ảnh đó lên, giống như Thái Thái làm đổ tủ rượu đó vậy. Lập tức có trang báo đưa tin. Siêu mẫu Thái Thái say rượu ở nhà hàng Há Cảo, làm vỡ tủ rượu 10 triệu. Thái Thái làm vỡ tủ rượu 10 triệu. Không thể đền bù nên các nhà tài trợ đồng loạt rút lui. Say rượu làm loạn, là ngôi sao lớn tạo xì căng đan hay là nên phong sát? Các bên truyền thông tranh nhau đưa tin, Thái Thái bỗng chốc đứng đầu mũi xào chịu dư luận. A Nhã nhìn thấy những tin tức này có chút lo lắng. Nhiều sự chú ý như thế này, liệu có làm cho cô ta nổi tiếng hơn không? Tiếng lành đồn gần tiếng giữ đồn xa, tin tức của Thái Thái bỗng chốt hot ra ngoài ngành. Rất nhiều người không biết đến Thái Thái bây giờ cũng đã biết đến cô ấy. Không chừng còn có người muốn tài trợ cho cô ấy nữa, đến lúc đó chẳng phải là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết sao. Dâu quai nón cười, không sao, em yên tâm đi, giới người mẫu có chút khác với giới giải trí. Giới giải trí dù là tin tốt hay tin xấu đều có thể khiến nghệ sĩ hot lên, cho nên có những công ty sẽ tạo những scandal tiêu cực,
cố ý tạo tin tức xấu để mọi người chú ý. Nhưng giới người mẫu lại khác, thị trường lớn của người mẫu là làm đại diện sản phẩm, một khi có scandal tiêu cực thì sau này sẽ rất khó có người mời làm người đại diện. Một khi người mẫu mang tiếng xấu thì chắc chắn sẽ phải giải nghệ. A Nhã gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Thái thái, đừng trách tôi lòng dạ độc ác, đây là cạnh tranh trong ngành. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai thái thái, cô ấy cầm điện thoại nhìn những bình luận, thái thái thật sự sụp đổ. Rõ ràng là A Nhã say rượu làm loạn, vậy mà lại bị người ta nói là cô ấy. Hơn nữa bức ảnh đó cũng không nói nên điều gì cả, lúc đó thái thái cũng uống rượu, gò má có chút ửng đỏ, nhưng không say đến mức làm loạn. Cô ấy đứng ở đó là vì đang nghĩ cách giúp A Nhã. Kiểu lấy oán báo ơn này đúng là khiến thái thái mất niềm tin. Thức dậy, chải tóc, trang điểm, liên hệ với người đại diện, rồi đến nơi hẹn. Mặc dù có chút buồn rầu, nhưng thái thái vẫn mang một thái độ tốt nhất đến cuộc thi, cho dù biết không thể thắng nhưng vẫn cố gắng hết sức. Thái thái vừa vào hậu trường, lập tức có không ít người bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán rỉ rầm. Sao cô ta dám đến đây? Không phải bị phong sát rồi sao? Không đến nỗi phong sát, chỉ là bị rút tài trợ thôi, hết hy vọng rồi, đến chơi góp vui. Thật nực cười, nếu là tôi chắc chẳng còn mặt mũi nào đến, năm ngoái còn giành được Vương Nguyệt, thế mà năm nay lại còn không qua được vòng tuyển chọn. Lòng đố kỵ của phụ nữ đúng là kinh khủng, thái thái vốn cũng được mọi người chú ý, cô ấy chắc chắn là số một ở tỉnh Hán Đông không cần phải bàn cãi, vậy mà lại xảy ra chuyện này, mọi người bỗng thừa nước đục thả câu. Vậy các cô nói xem, cô ta hết cơ hội rồi thì có phải là tôi sẽ có cơ hội không? Cô nghĩ gì thế? Lần này A Nhã cũng tham gia cuộc thi của tỉnh Hán Đông chúng ta đấy, cô có thể đấu với cô ta không? Hả, A Nhã cũng đến sao? Vậy chúng ta chết chắc rồi. Hoa hậu và Á hậu thế giới cùng đăng ký thi ở tỉnh Hán Đông thì nói bọn họ chết chắc cũng không quá, nhiều người thi đấu như vậy, còn có cả Hoa hậu và Á hậu nữa, ai có thể cạnh tranh với bọn họ nổi? Mặc dù Thái Thái bây giờ không còn cơ hội, nhưng vẫn còn A Nhã, sao đến lượt bọn họ được chứ? Đang nói chuyện phiếm thì A Nhã đến. Hôm nay A Nhã trang điểm vô cùng đẹp, mặc dù kém sắc hơn Thái Thái một chút, nhưng so với những người ở đây thì đã cao hơn rất nhiều bậc. A Nhã vừa đến, mọi người đều nhiệt tình chào đón. Chị A Nhã đến rồi. Chị A Nhã. Chị A Nhã, lát nữa chúng ta đi đâu ăn mừng thế, chúng em đi ăn ké với được không? Đúng đó, em chúc mừng chị A Nhã trước nhé. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù vẫn chưa bắt đầu cuộc thi nhưng danh hiệu quán quân thì đã coi như là thuộc về A Nhã, mọi người đều biết A Nhã sẽ đoạt được danh hiệu quán quân, ai có thể sánh được với cô ta chứ? Vì vậy nên mọi người mới khen ngợi trước, tạo mối quan hệ với A Nhã. A Nhã cười nhạt, vô cùng hưởng thụ cảm giác được người khác vây quanh, trước đây những cảnh này đều có liên quan đến Thái Thái, không ngờ hôm nay lại trở thành A Nhã. A Nhã đi đến trước mặt Thái Thái, nhìn vẻ lạnh nhạt của cô rồi cười nói. Đây không phải là Thái Thái sao, sao thế, sao nay khiêm tốn thế? Bình thường tôi nhớ là cô phải mang theo mấy chục người nữa cơ mà. Thái Thái nâng mắt lên, nhìn A Nhã một cái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Loại người vong ân bội nghĩa như thế này, có nói chuyện với cô ta cũng vô dụng. A Nhã cười lạnh, sao thế, không nói gì à? Lạnh lùng gơn à? Ha ha. Nói xong, A Nhã ngồi ở vị trí giữa phòng trang điểm. Phòng trang điểm có hạn, tổng cộng có 4-5 bàn trang điểm, nhiều cô gái như vậy sẽ khó tránh khỏi việc tranh giành, nhưng trong hậu trường có quy tắc, vai vế ai lớn hơn thì người đó dùng trước. Sau khi A Nhã đến, liền ngồi xuống bàn trang điểm trước mặt Thái Thái, nhìn thấy mấy đồ mỹ phẩm cao cấp trước mặt, A Nhã hừ một tiếng. Ai không có mắt dám để đồ lên bàn của tôi vậy hả? Nói xong, A Nhã cô tay một cái, đẩy hết đồ trang điểm trên bàn xuống đất. Xoảng! Tất cả số đồ trang điểm đều vỡ vụn trên mặt đất. Thái Thái biến sắc, đứng lên hét lớn. A Nhã, cô làm gì vậy? A Nhã hừ lạnh, ồ, là của cô sao? Tôi cũng có biết là của cô đâu, xin lỗi nhé, không cẩn thận làm đổ thôi mà, chắc không cần đền tiền chứ. Đền bao nhiêu, 10 triệu sao? Ha ha ha! A Nhã nói xong. Đám đông lập tức cười phá lên. Mọi người đều xem tin tức tối hôm qua rồi, các tờ báo lớn cũng đưa tin hết rồi.
cho nên mọi người mới nghĩ Thái Thái làm đồ tủ rượu 10 triệu ở nhà hàng Há Cảo, nên A Nhã vừa nhắc đến vấn đề này nên chọc đúng vào điểm cười của mọi người. A Nhã nói xong, vẻ mặt Thái Thái cũng thay đổi. A Nhã thật quá đáng. Cô ta vẫn còn mặt mũi nói chuyện này sao? Chuyện đề cử. A Nhã, cô đừng có quá đáng. Thái Thái nổi cơn thịnh nộ, đứng dậy với vẻ mặt giận dữ. A Nhã hừ một tiếng, đập bàn một cái. Tôi quá đáng, cô giả vờ với tôi làm gì? Nếu ban đầu tôi không đưa cô vào ngành này thì không chừng cô đã xuống biển làm gái rồi. Thái Thái trừng mắt, không ngờ A Nhã lại nói những lời khó nghe như vậy. A Nhã cô điên rồi. Thái Thái thực sự tức giận, lời oán báo ân chưa nói, lại còn nói những lời khó nghe như vậy, Thái Thái bước tới muốn giằng co với cô ta. Những cô gái khác thấy vậy liền vội vàng bước tới can ngăn. Chị A Nhã cẩn thận. Chị A Nhã, để em giúp chị. Mọi người đều lên hết rồi, mặc dù là can ngăn nhưng thực ra là muốn giữ Thái Thái lại, mấy người kéo cô ấy lại, còn kéo tay nữa. Nhưng không có ai ngăn cản A Nhã. Thấy cơ hội tốt như vậy, A Nhã cũng tức giận, xông lên giáng một cái tát xuống. Bốp, một tiếng, cái tát giáng thẳng vào mặt Thái Thái. Làn da trắng ngần mềm mại bỗng hằn lên năm dấu ngón tay. Thái Thái bị người ta giữ chặt, không thể kháng cự, cái tát giáng xuống khiến phòng trang điểm bỗng im ri. Tất cả mọi người đều dừng lại, cảm thấy cảnh trước mắt đúng là khó tin. A Nhã dám đánh Thái Thái. Thái Thái là hoa hậu thế giới đó. Á hậu thế giới, chỉ khác một chữ nhưng mà địa vị lại cách xa nhau. Trước đây A Nhã chỉ như người hầu của Thái Thái thôi, thậm chí Thái Thái mắng vài câu cô ta cũng không dám cãi lại. Đúng là thế sự biến đổi khôn lường, vừa thất thế đã có người dám leo lên đầu bạn ngồi rồi. Vẻ mặt A Nhã rất hả dạ, lạnh lùng nói. Tiện nhân, cô tưởng cô còn là hoa hậu sao? A Nhã đứng dậy, xắn tay áo lên, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi cực kỳ phẫn nộ. Thích đánh nhau đúng không? Thế thì hôm nay tôi sẽ tát cho cô vài cái. Nói xong, A Nhã giơ tay lên, định tát Thái Thái. Dừng tay! Ngoài cửa đột nhiên vọng vào một tiếng hét chói tai. Mọi người ngây ngốc, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy một người thanh niên vẻ mặt tức giận đứng ở trước cửa, đó là Tần Lâm. A Nhã chau mày, hừ lạnh một tiếng. Anh cũng cố chấp thật đấy, còn bênh Thái Thái cơ à? Hôm qua A Nhã vẫn cảm thấy Tần Lâm là người lợi hại, chỉ với một cuộc gọi là có thể giải quyết 10 triệu rồi. Nhưng hôm nay, A Nhã không cảm thấy Tần Lâm lợi hại nữa, sau lưng cô ta giờ đang có đại gia lợi hại hơn chống lưng rồi, Tần Lâm chẳng qua chỉ là đại gia miệt vườn mà thôi. Tần Lâm chạy nhanh đến, đỡ Thái Thái dậy, nhìn năm vết ngón tay trên mặt cô ấy, anh đột nhiên giận dữ. A Nhã cười lạnh, ha ha, lại còn anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy. Chưa kịp nói xong, Tần Lâm đã giáng một cái tát. Bốp, một phát. Cái tát nhắm thẳng vào mặt A Nhã. Cái tát của Tần Lâm và A Nhã không giống nhau, cái tát này lập tức khiến một bên má của A Nhã sưng vù lên, khóe miệng còn bật máu nữa. Nửa bên mặt của A Nhã mất cảm giác, răng cũng lung lay. Anh dám đánh tôi. A Nhã tức điên lên, không ngờ tên này lại dám to gan đến vậy, dám động tay động chân ở đây. Tần Lâm cười lạnh, đánh cô là còn nhẹ đấy. Đồ lấy oán báo ơn. Tần Lâm nhìn vết thương trên mặt Thái Thái rồi nói, đi chườm đá với tôi giúp cô xử lý. Thái Thái gật đầu, cũng không muốn ở đây nữa, đi ra ngoài cùng Tần Lâm. A Nhã ngồi trong phòng trang điểm, đau muốn nổ đom đóm mắt, vội vàng bảo thợ trang điểm xử lý giúp, dù gì cũng sắp lên sâu khấu thi rồi. Họ Tần kia, anh cứ đợi đấy. Mặc dù A Nhã bị đánh thành đầu lợn rồi nhưng hôm nay cô ta vẫn được coi là quán quân đã được định trước, nhiều người tài trợ thế cơ mà, ai dám thay đổi kết quả này chứ? Ra khỏi phòng trang điểm, Tần Lâm đến tiệm thuốc mua một ít thuốc bột, dùng nước lạnh khuấy đều sau đó thoa lên mặt Thái Thái. Vẻ mặt Thái Thái cô cùng khó coi, xong đời rồi, tôi còn có thể tham gia cuộc thi không? Thái Thái không phải dạng người vô liêm sỉ như A Nhã, có chút khuyết điểm đã vô cùng lo lắng rồi. Tần Lâm xử lý một lúc rồi nói. Yên tâm đi, không thành vấn đề, cô xem thử đi. Thái Thái cầm gương lên soi, mắt bỗng sáng lên, giống như chưa có chuyện gì vậy. Đúng là không thể nghi ngờ y thuật của Tần Lâm mà, cho dù chỉ dùng thời gian ngắn như vậy cũng có thể làm cho mặt cô ấy hồi phục lại như lúc ban đầu,
chẳng qua chỉ là đẩy nhanh tốc độ tiêu xương thôi. Nhưng Thái Thái vẫn thở dài, tôi đoán tôi cũng không thắng nổi, A Nhã hôm nay chắc chắn trở thành quán quân rồi. A Nhã to gan như vậy, còn đánh cả cô ấy nữa, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị chu đáo. Tần Lâm nói, cô yên tâm, tôi đã giúp cô tìm một nhà tài trợ, sẽ không có ai là đối thủ của cô đâu. Thái Thái bất đắc dĩ cười một tiếng, đương nhiên cô ấy biết Tần Lâm có ý tốt, nhưng anh Tần không hiểu ngành này cho nên mới tự tin như vậy. Cuối cùng, sau khi đã chuẩn bị tất cả, các cô người mẫu bắt đầu lên sàn biểu diễn. Các nhà tài trợ ở bên dưới đã bắt đầu bỏ phiếu, vì là vòng tuyển chọn, nên do người dưới khán đài bỏ phiếu quyết định, thật ra là có luật ngầm cả. Dâu quai nón nói, A Nhã là nghệ sĩ mà công ty tôi nhìn chúng, tôi đồng ý cho A Nhã qua vòng này. Tôi cũng đồng ý, A Nhã có năng lực. Tôi cũng bỏ phiếu cho A Nhã. Mọi người lần lượt bỏ phiếu, gần như ai cũng bỏ phiếu cho A Nhã. Đột nhiên có một người bước vào, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tổng Giám Đốc Ca. Người vừa bước vào chính là người phụ trách của gia tộc Trác ở Hoa Hạ, Tổng Giám Đốc Ca. Dâu quai nón và những người khác đều kích động đứng hết lên, không ngờ Tổng Giám Đốc Ca lại tham dự cuộc thi này. Chẳng lẽ A Nhã còn liên hệ với Tổng Giám Đốc Ca? Nếu thật sự có năng lực này, có thể liên hệ được với Tổng Giám Đốc Ca thì liên hệ với bọn họ làm gì nữa? Sau khi Tổng Giám Đốc Ca bước vào lại không hề đi vào trong mà đứng ở một bên, giống như muốn giữ cửa để chờ người đằng sau bước vào. Hai tay đặt trước thắt lưng, hơi cúi người, dáng vẻ cung kính. Mấy ông chủ bên trong cũng hoang mang, người có thể khiến Tổng Giám Đốc Ca cung kính như vậy, lẽ nào là... Gia tộc Trác. Mọi người đều biết Tổng Giám Đốc Ca, ông ta là lão đại trong giới dầu mỏ ở Hoa Hạ. Dù gì thì gia tộc Trác cũng là gia tộc dầu mỏ lớn, cho nên dù là gia tộc ở nước Mễ nhưng vẫn có sức ảnh hưởng lớn ở Hoa Hạ. Đơn giản vì có khu vực liên quan đến nhau, mặc dù Hoa Hạ được xem là đất nước bao la nhưng tài nguyên dầu mỏ lại không đủ sử dụng. Hơn nữa bây giờ người thông minh đều biết dầu mỏ là tài nguyên không thể tái sinh nên nhập khẩu vào từ bên ngoài sẽ tốt hơn, còn của mình thì phải giữ lại. Sự xuất hiện của Tổng Giám Đốc Ca khiến tất cả những ánh mắt đều dồn lại phía đó, hơn nữa nhìn Tổng Giám Đốc Ca đứng cung kính như vậy, bọn họ cũng rất mong đợi xem người được Giám Đốc Ca tiếp đãi như vậy là nhân vật lớn nào của gia tộc Trác. Là quản gia của gia tộc Trác, Aoi. Thật sao, Aoi là người có tiếng nói trong gia tộc Trác đó, mặc dù là quản gia nhưng có rất nhiều chuyện đều do ông ta quản lý. Đúng vậy, có thể liên hệ với Aoi đúng là lợi hại, không biết ai được Aoi tài trợ cho vậy. Còn phải nói, chắc chắn là A Nhã rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi, một người đàn ông nhỏ gầy bước vào dưới ánh nhìn chú ý của đám đông, tất cả mọi người đều mở to mắt. Thật sự là Aoi. Danh tiếng của Aoi lớn hơn nhiều so với Tổng Giám Đốc Ca, không ngờ Aoi lại đích thân tới đây, chỉ là một vòng tuyển chọn nhỏ thôi mà. Nếu Aoi xuất hiện ở cuộc thi chung kết Hoa hậu thế giới thì còn hợp lý, nhưng mới vòng tuyển chọn đã xuất hiện nhân vật lớn như thế này thì những vòng sau phải làm sao? Aoi bước vào rồi đột nhiên nghiêng người sang một bên đứng đối diện với Tổng Giám Đốc Ca, hai tay đặt trước thắt lưng, cũng hơi cúi người. Hai người đứng như vậy khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Chuyện gì vậy? Aoi cũng đứng cung kính ở một bên. Chẳng lẽ vẫn là đợi người sao? Ngoài Aoi ra thì còn có ai nữa? Mọi người nói xem là ai có thể khiến Aoi có thái độ cung kính như vậy? Còn có ai nữa? Chẳng lẽ là người của gia tộc Trác? Hơn nữa còn là nhân vật quyền lực. Mặc dù có địa vị cao trong gia tộc Trác nhưng Aoi cũng chỉ là quản gia của gia tộc. Địa vị của ông ta cũng chỉ cao như những thành viên khác trong gia tộc mà thôi. Người có thể khiến Aoi tiếp đón cung kính như vậy, trừ khi là thành viên quyền lực trong gia tộc Trác. Ví dụ như, Trác đệ nhị. Thiếu gia Trác là người thừa kế tương lai của gia tộc Trác, nắm trong tay quyền lực vô cùng cao, nguồn tài nguyên nhiều vô kể, chắc chắn có thể nằm trong top tỷ phú thế giới trong nhiều năm. Chẳng lẽ thật sự là thiếu gia Trác đã đến? Lúc này dâu quai nón tài trợ cho A Nhã cũng bị kích động quá mức, vội vàng chạy ra xem, ông ta cũng làm trong ngành này mà. Hôm nay có thể nhìn thấy Tổng Giám Đốc Ca đã là cô cùng may mắn rồi, không ngờ còn được gặp cả Aoi. Kỳ lạ hơn nữa là Aoi và Tổng Giám Đốc Ca vẫn còn đang kiên nhẫn đứng đợi, không biết lát nữa sẽ có nhân vật nào xuất hiện đây. A Nhã cũng vô cùng mong chờ, đứng trên sân khấu không có cách nào nói chuyện với dâu quai nón được.
nhìn tình hình ở bên dưới hình như có nhân vật lớn sắp đến. Theo cô ta thấy thì dù hôm nay có nhân vật lớn nào đến đi nữa thì chắc chắn sẽ tài trợ cho cô ta. Bây giờ cho dù A Nhã có bị Tần Lâm đánh thành đầu lợn rồi, nhưng chỉ cần có ông chủ lớn tài trợ thì A Nhã vẫn là quán quân không thể lay chuyển được. Một hình bóng bước vào trước sự chú ý của tất cả mọi người. Thân hình cao gầy, khôi ngô tuấn tú, quần áo gọn gàng chỉnh tề, giơ tay nhấc chân cũng có cảm giác quý tộc. Là thiếu gia Trác, là thiếu gia Trác thật. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng thiếu gia Trác lại xuất hiện ở đây, đây đúng là một sự vinh hạnh vẻ vang. Những người mẫu ở đây ai cũng hưng phấn, nếu có thể lọt vào mắt xanh của thiếu gia Trác thì cả đời này không còn gì để luyến tiếc. Nói không chừng còn có thể trở thành thiếu phu nhân Trác nữa, được gả vào nhà giàu, cả đời này chẳng cần phải lo điều gì nữa. Thiếu gia Trác bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt không thay đổi. Râu quai nón vội vàng bước tới. Mặc dù với thân phận của ông ta thì căn bản không có tư cách nói chuyện với thiếu gia Trác, nhưng trong hội trường ngoài ông ta ra thì những người khác càng không có tư cách, dù gì thì cũng phải có một người ra tiếp đón thiếu gia Trác chứ. Thiếu gia Trác, tôi là râu quai nón, có thể cậu không biết tôi cũng làm trong ngành này. Chưa đợi râu quai nón nói xong, thiếu gia Trác đã xua tay. Đừng nói nữa. Nói xong thiếu gia Trác đứng sang một bên, vẻ mặt cung kính, kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người đều hoang mang. Vẫn đợi sao? Thiếu gia Trác đã xuất hiện rồi, chẳng lẽ vẫn còn nhân vật quan trọng hơn sao? Chẳng lẽ là, ngoài thiếu gia Trác ra thì còn ai khác nữa? Trong gia tộc Trác người có địa vị cao hơn thiếu gia Trác thì chỉ còn ông Trác thôi. Thấy dáng vẻ thiếu gia Trác cung kính như vậy là đúng 8-9 phần rồi. Mọi người hít một hơi sau đó nín thở kiên nhẫn chờ đợi. Ông Trác vậy mà lại đích thân đến cuộc thi tuyển chọn nhỏ nhoi này. Đừng nói là cuộc thi tuyển chọn này, đến chung hết Hoa hậu thế giới chưa chắc đã mời được nhân vật như gia tộc Trác, cùng lắm là mời được thiếu gia nhỏ của gia tộc là tốt lắm rồi. Không ngờ rằng, hôm nay lại xuất hiện những nhân vật tầm cỡ như thế này. Thiếu gia Trác đứng bên cạnh không lên tiếng, những người khác cũng không dám lên tiếng, mọi người đều ngồi trong khán đài nhìn ra bên ngoài. Mấy chục giây sau, cuối cùng cũng có một thân hình mập mạp xuất hiện trước mặt mọi người. Ông Trác bước nhanh vào trong. Khí chất của ông ấy khác hoàn toàn với những người vào trước, bước nhanh vào bên trong, vừa vào đã nhìn thấy Tần Lâm trong đám đông. Đột nhiên mặt mày tươi cười, vội vàng tiến tới bắt tay Tần Lâm. Cậu Tần, thiếu gia Trác, Ao Ai, Tổng Giám Đốc Ca và những người khác đều ở đằng sau ông Trác, dáng vẻ vô cùng cung kính. Tất cả mọi người đều hoang mang. Người thanh niên có thể khiến ông Trác cung kính như vậy là ai? Vừa rồi ở dưới khán đài không ai chú ý đến Tần Lâm, bọn họ hoàn toàn không có ấn tượng gì đối với Tần Lâm, thậm chí còn tưởng anh là nhân viên. Vậy mà nhiều nhân vật lớn xuất hiện ở đây lại cung kính với người thanh niên kia, chắc thế lực đằng sau anh phải kinh khủng lắm. Người khác không biết Tần Lâm, nhưng A Nhã thì biết. Lúc này cô ta thực sự cảm thấy hoảng sợ. Cô ta không ngờ. Người bạn này của Thái Thái lại có thế lực mạnh như vậy. Gia tộc Trác cũng phải nhún nhường 3 phần, vậy thì cô ta có tư cách gì để cạnh tranh với người như thế này đây? Thái Thái cũng kinh ngạc, cô ấy biết Tần Lâm có mối quan hệ rộng, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Hôm trước Tần Lâm có nói sẽ tìm nhà tài trợ cho cô ấy nghĩ cùng lắm thì là một ông chủ của doanh nghiệp nhỏ. Nhưng không ngờ, nhà tài trợ mà Tần Lâm tìm lại là trưởng gia tộc Trác. Tỷ phú thế giới, đại gia dầu mỏ, ông Trác. Sau khi ông Trác đi vào, tất cả mọi người đều nhường ghế chủ tọa. Đấy là người giàu nhất thế giới đó, trong tình huống thông thường, mấy người ở đây chẳng có tư cách để nói chuyện với bất kỳ người nào của gia tộc Trác. Hôm nay có thể ngồi đây cùng ông Trác, thấy phong độ ngời ngời của người ta thì cảm thấy vô cùng sung sướng, bọn họ có thể ba hoa về chuyện này cả đời rồi. Sau khi ngồi xuống, ông Trác vội vàng nhường vị trí. Để Tần Lâm ngồi ở ghế chủ tọa, ông ấy ngồi ở bên cạnh. Những người khác cũng hiếu kỳ với thân phận của Tần Lâm, phải có thân phận cao đến đâu thì mới được ông Trác đối xử cung kính đến vậy chứ. Sau khi ngồi xuống, tất cả nhà tài trợ đều đứng ở đằng sau, ngay cả râu quai nón cũng không phải ngoại lệ. Thiếu gia Trác, cậu xem trong số những người này, nên cho ai vào vòng sau. Râu quai nón không có tư cách để nói chuyện với ông Trác. Ngay cả việc mở lời với thiếu gia Trác là ông ta đã phải cổ vũ mình lấy hết dũng khí để làm rồi.
lúc này chiều hướng đã hoàn toàn thay đổi, ông Trác vừa đến, ông ấy sẽ là người quyết định tất cả. Có ông Trác tài trợ, dù có là một cô gái xấu xí thì cũng có thể tiến vào trận chung kết. Thiếu gia Trác chỉ vào Thái Thái nói. Chúng tôi chuẩn bị tài trợ cho cô gái này. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Thái Thái vẫn kích động đến mức tim đập rộn ràng. Gia tộc Trác tài trợ cô ấy sao? Có sự ủng hộ của gia tộc Trác, sau này địa vị của Thái Thái ở trong giới siêu mẫu sẽ ngày càng vững chắc. Sơ quai nón đứng bên cạnh hùa theo tốt, tốt, Thái tiểu thư vốn là hoa hậu thế giới năm ngoái, năm nay lại tham gia cuộc thi hoa hậu châu Á, thế thì đơn giản, thiếu gia Trác đúng thật tinh mắt, chúng tôi cũng chuẩn bị tài trợ cho cô ấy. Sơ quai nón vừa nói xong, mọi người cũng lên tiếng hùa theo. Đúng vậy, tôi đã bảo cô Thái Thái này được mà. Tôi vẫn luôn muốn tài trợ cho Thái Thái. Tôi nghĩ ngôi vị hoa hậu này đã có chủ rồi. Cuộc tuyển chọn quy mô nhỏ này vốn dựa vào quan hệ, cũng chẳng có trọng tài, chẳng có quy tắc gì, tất cả đều dựa vào bản lĩnh. Vậy nên mấy câu của mọi người cơ bản đã định sẵn hoa hậu là ai? Sắc mặt A Nhã khó coi vô cùng. Dâu quai nón, chẳng phải ông bảo sẽ tài trợ cho tôi sao? Sao giờ lại tài trợ cho Thái Thái? Tôi ngủ với ông mấy đêm mà chả được tích sự gì à? A Nhã nổi giận rồi, cho dù biết chuyện đã không thể xoay chuyển nhưng nhìn thấy dâu quai nón muốn tài trợ cho Thái Thái, cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngủ với ông ta mấy đêm mà ông ta lại đi tài trợ cho Thái Thái. Dâu quai nón trợn trừng mắt, câm miệng, cô không biết xấu hổ à? Tôi ngủ với cô là do cô tự nguyện, với nhân phẩm của cô làm sao có thể lấy được ngôi vị hoa hậu? Cô bỏ cái ý định này đi. A Nhã trợn mắt, nhân phẩm của tôi làm sao? Ông nói rõ cho tôi nghe đi. A Nhã tức đến mức xông lên, muốn nói rõ với dâu quai nón. Dâu quai nón tức giận, chân đạp một phát vào trúng bụng của A Nhã, mặc dù A Nhã là người mẫu nên rất cao, nhưng dù sao cũng gầy, gầy đến mức gió thổi là bay, nên một cước này khiến A Nhã bay ra. Tất cả bảo vệ đều xông lên, ấn A Nhã xuống đất. A Nhã bị sưng nửa bên mặt, vừa giãy giụa, vừa chửi rủa, tất cả những lời khó nghe, tục tĩu đều từ miệng cô ta mà ra, cô ta cứ như là người điên vậy. Tất cả mọi người thấy vậy thì không khỏi than thở, cô gái này điên rồi à. Lần này Thái Thái còn không thèm nhìn cô ta, loại người này không đáng để thương hại. Thái Thái thuận lợi qua vòng loại, trở thành quán quân của vòng loại tỉnh Hán Đông. Đây vốn là niềm vinh dự của Thái Thái, cô ấy đã nắm giữ ngôi vị thứ nhất nhiều lần. Vậy nên thái độ của tất cả cô gái khác đều thay đổi. Chị Thái, thế là chị thành công rồi. Đúng vậy, cuối cùng Hoa hậu thế giới vẫn là người của tỉnh lỵ chúng ta. Tôi nghĩ A Nhã đúng là không biết tự lượng sức mình, không biết thực lực của bản thân đến đâu, còn dám cạnh tranh với chị Thái. Chúc mừng chị Thái nhé. Đám con gái hám hư vinh này lúc trước còn dè bỉu cô ấy, kết quả bây giờ ai ai cũng gọi cô ấy là chị Thái, mà còn gọi kiểu rất thân thiết. Nếu như người ngoài nghe thấy còn tưởng bọn họ là chị em tốt của nhau. Tần Lâm và ông Trác lại ăn với nhau một bữa cơm, Tổng Giám đốc Ca đưa cho Thái Thái phương thức liên lạc. Dù sao gia tộc Trác cũng là người nước ngoài, bọn họ cũng sắp phải đi rồi, còn Tổng Giám đốc Ca là người phụ trách ở nơi này của gia tộc Trác, thường trú ở Hoa Hạ, sau này tài trợ của Thái Thái sẽ do Tổng Giám đốc Ca chi trả. Trong lúc ăn cơm, Tần Lâm hỏi về bệnh tình của công chúa nước Dị Lan. Ông Trác cười nói, bệnh tình của công chúa đã có chuyển biến tốt, theo như lời dặn dò của bác sĩ Thái Trường Phúc thì còn cần uống thuốc thêm khoảng 7 ngày nữa để ổn định tình trạng bệnh. Tần Lâm gật đầu, Thái Trường Phúc này cũng là đại sư đông y có trình độ, bệnh của công chúa khá phức tạp, vậy nên muốn khỏi hẳn còn cần uống thuốc để ổn định tình trạng bệnh. Nghe lời Thái Thần Y sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Có nhiều chứng bệnh khó chữa hoặc là chứng bệnh hiếm mà nhiều bác sĩ không giải quyết được. Nhưng một khi tìm ra được nguyên nhân thì sẽ giải quyết được vấn đề, bọn họ đều là những bác sĩ giỏi, như Khổng Phàm Lâm vậy, Tần Lâm chỉ cần chỉ dạy một chút là ông ta đã có thể hiểu được vấn đề. Ông Trác nói, mấy ngày nay, bệnh tình đỡ hơn, công chúa cứ đòi đến Hoa Hạ gặp cậu, bảo phải trực tiếp cảm ơn cậu, tiện thể đến Hoa Hạ chơi một chuyến. Tần Lâm cười, chơi thì được, cảm ơn trực tiếp thì không cần, chuyện nhỏ thôi mà, nếu như công chúa muốn đến chơi thì có thể tìm tôi. Tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình. Ông Trác đưa phương thức liên lạc của công chúa cho Tần Lâm, ăn xong bữa cơm liền rời đi. Tổng Giám đốc Ca đưa danh thiếp cho Tần Lâm, ông Trác không phải lúc nào cũng có thể đến được Hoa Hạ,
vậy nên mấy chuyện ở đây vẫn thường do Tổng Giám Đốc Ca xử lý, giữ lại danh thiếp của Tổng Giám Đốc Ca sẽ tiện hơn một chút. Ăn cơm xong, Thái Thái cũng rời đi, về còn phải chuẩn bị cho trận chung kết nữa, Tần Lâm cũng đang lúc nhàn rỗi nên đi một chuyến đến Y Dược Văn Hòa. Lâu lắm không gặp Trúc Linh Linh rồi, không biết bây giờ cô ấy như thế nào. Khi đến cổng Y Dược Văn Hòa, tất cả mọi người đều quen Tần Lâm, bảo vệ đương nhiên sẽ cho Tần Lâm đi thang máy lên tầng. Khi đến cửa phòng làm việc của chủ tịch, Tần Lâm gõ cửa, khi vừa định nói, bên trong lại truyền đến tiếng hét tức giận của Trúc Linh Linh. Cút, đừng đến làm phiền tôi nữa. Tần Lâm sững sờ, đẩy cửa đi vào phòng. Sao vậy, sao nổi giận đến thế? Lúc này Trúc Linh Linh đang ngồi trên ghế chủ tịch, sắc mặt đen xì, trên bàn đầy cục giấy, hình như là văn kiện bị xé nát. Nhìn thấy Tần Lâm đi vào, sắc mặt Trúc Linh Linh mới dịu đi một chút. Anh Tiểu Lâm, hai, em không biết là anh. Tần Lâm đi đến trước mặt Trúc Linh Linh, xoa gáy cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Nổi giận dễ làm tổn thương đến gan, có chuyện gì phiền phức à? Tần Lâm chỉ đơn giản ấn hai cái lên cổ cô, Trúc Linh Linh liền cảm thấy đỡ tức hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Công ty gặp phiền phức, bây giờ có một loại dược liệu của đường thần số 2 lần trước anh đưa em bị người khác bị chiếm độc quyền. Tần Lâm nhíu mày, đường thần số 2 xảy ra chuyện gì? Lúc trước Tần Lâm đã viết phương thuốc cho Trúc Linh Linh đó chính là phương thuốc quan trọng của loại thuốc đường thần số 2. Dược liệu bên trong đương nhiên không rẻ nhưng bởi vì có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường, vậy nên đắt một chút vẫn không thành vấn đề, giá thành vẫn được coi là ổn. Nhưng bởi vì phương thức này có quá nhiều loại dược liệu khá đắt và hiếm nên có thể bị người ta chiếm thế độc quyền. Khi đó Tần Lâm cũng không nghĩ nhiều, không ngờ lại có chuyện như vậy. Là loại dược liệu nào? Bạch Tố Tử. Tần Lâm nhíu mày, quả nhiên không ngoài dự đoán. Phương thuốc này có một số loại dược liệu hiếm có, hơn nữa không thường dùng, có điều muốn chiếm thế độc quyền thì không phải dễ. Như là kê nhãn thảo trong phương thuốc. Kê nhãn thảo cũng là một loại dược liệu quý hiếm, hơn nữa có nhiều cách dùng, mặc dù có khả năng bị chiếm độc quyền nhưng trên thực tế thì rất khó xảy ra. Bởi vì kê nhãn thảo được sử dụng rộng rãi, nếu như có ai một độc quyền loại dược liệu này thì e rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp phản đối. Những xưởng thuốc mặc dù có quy mô không lớn nhưng liên hợp lại thì không ai chống lại được áp lực như vậy. Nhưng Bạch Tố Tử thì khác, loại dược liệu Bạch Tố Tử này không được sử dụng phổ biến mà chỉ được dùng trong các loại thuốc trị tiểu đường. Hơn nữa trong thuốc chữa bệnh tiểu đường, nó còn chiếm một lượng rất lớn. Bởi vì loại dược liệu này rất quý, hiệu quả cũng bình thường nên sẽ không có nhiều sản phẩm dùng loại dược liệu này. Cũng có thể nói, loại thuốc có Bạch Tố Tử không có mấy. Trong đó nổi tiếng nhất chỉ có đường thần số 2. Loại dược liệu này không thể thiếu với phương thuốc của đường thần số 2, cũng không thể thay thế, một khi loại thuốc này bị độc quyền thì chính là đang nhắm vào Trúc Linh Linh. Là ai chiếm độc quyền, sao không nói chuyện với người đó? Thực ra chiếm độc quyền loại dược liệu này cũng chẳng có tác dụng gì, một khi bọn họ thay đổi phương thuốc thì chỗ Bạch Tố Tử kia cũng hết tác dụng. Trúc Linh Linh thở dài, em hẹn gặp bọn họ vào buổi trưa. Anh Tiểu Lâm, anh đi với em nhé. Những chuyện khác Tần Lâm khó có thể giúp được, nhưng phương thuốc hay dược liệu thì Tần Lâm vẫn có quyền lực nhất định, anh muốn xem, rốt cuộc là đối thủ nào muốn làm như vậy, muốn chiếm độc quyền Bạch Tố Tử. Trúc Linh Linh không đưa thư ký theo, cô cùng Tần Lâm ngồi lên xe đến nhà hàng đã hẹn. Trên đường, Trúc Linh Linh nói. Anh Tiểu Lâm, đối thủ cạnh tranh với chúng ta tên là Hạ Huy. Xưởng sản xuất thuốc của bọn họ tên là xưởng sản xuất thuốc A Huy, sản phẩm chính của bọn họ là các loại thuốc để điều trị các chứng bệnh cho nam giới, cũng có thể coi là bán khá chạy. Tần Lâm gật đầu, bây giờ các bệnh nam khoa cũng là những chứng bệnh cần chú ý. Dù sao chất lượng cuộc sống cũng tốt lên, xã hội tiến bộ nhanh chóng, nhiều người đàn ông không có lối sống khỏe mạnh. Uống rượu, hút thuốc, thức đêm, chơi game, lại thêm áp lực công việc lớn, bệnh nam khoa ngày càng nhiều. Nếu như thực sự có một loại thuốc có hiệu quả và có thể nắm bắt được thị trường thì đúng là lợi hại. Tần Lâm biết rất nhiều loại thuốc để chữa các bệnh nam khoa nhưng không có loại nào cần Bạch Tố Tử. Bạch Tố Tử không có công hiệu chữa các loại bệnh nam khoa. Chắc là có thể đàm phán thôi, hai công ty cũng không có gì cạnh tranh, bọn họ độc quyền Bạch Tố Tử cũng chỉ muốn chiếm lợi từ chúng ta, cho họ ít tiền là được. Trúc Linh Linh lắc đầu, không chỉ có vậy đâu, tên Hạ Huy này, thôi không nói nữa. Đến nơi rồi em kể.
Trúc Linh Linh hơi khó nói, cô đi cùng với Tần Lâm đến nhà hàng đã hẹn trước. Sau khi vào phòng riêng, bên trong có mấy người đàn ông đang chờ sẵn. Trong đó người ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông đeo kính, khuôn mặt nữ tính, nhìn tướng mặt là biết đây là loại rất háo sắc, viền mắt đen, môi hơi trắng, đây là do quan hệ quá độ, trông có vẻ là loại dành nhiều tiền cho phụ nữ. Hạ Huy nhìn thấy Trúc Linh Linh đến, mắt liền phát sáng, tuy nhiên nhìn thấy cô ấy đem theo một người đàn ông thì lập tức nhíu mày. Chủ tịch Trúc, cô có ý gì vậy, không yên tâm về tôi à? Còn đem theo vệ sĩ? Trúc Linh Linh trả lời rất đúng mực, dù sao tôi cũng là chủ tịch của Y Dược Văn Hòa, đâu thể đi vào một mình được. Hạ Huy cười nhạt, nói có lý, đi ra ngoài đưa theo tài xế cũng là chuyện bình thường, có điều tài xế không cần ngồi đâu, tí nữa cô bảo đầu bếp làm cho anh ta đĩa cơm rang rồi ra ngoài ăn. Thái độ của Hạ Huy vô cùng lạnh nhạt, cho dù Tần Lâm có phải tài xế thật hay không thì vẫn phải ra oai phủ đầu anh. Tuy nhiên Tần Lâm chẳng hề quan tâm cái loại này, anh kéo hai chiếc ghế ra. Trúc Linh Linh ngồi một chiếc, anh ngồi một chiếc. Hạ Huy trợn mắt, có điều đến cuối vẫn không nói gì. Ha ha, chủ tịch Trúc hôm nay đến không có thành ý gì cả. Trúc Linh Linh nói, thành ý, anh chiếm độc quyền dược liệu để uy hiếp tôi, còn muốn tôi có thành ý à? Tôi không muốn phải nói thẳng với anh, dược liệu của các loại sản phẩm dành cho nam của bọn anh tôi cũng có thể chiếm độc quyền, chỉ có điều tôi không muốn chúng ta làm tổn thương lẫn nhau mà thôi. Mọi người đều là người làm ăn, nên cùng vì lợi ích của nhau chứ. Trúc Linh Linh nói rất thật lòng, bây giờ Y Dược Văn Hòa của cô ấy có thực lực rất lớn, nếu như muốn độc quyền một hai loại dược liệu, khiến Hạ Huy phải dừng việc sản xuất thì cũng không hẳn là không thể, chỉ có điều hai công ty cùng đối đầu như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Hạ Huy nói, ha ha, lời này của Chủ tịch Trúc đúng là hơi xa cách rồi, chúng tôi đâu có cố ý chiếm thế độc quyền đâu, chúng tôi cũng cần mà còn cần nhiều ấy chứ. Nhưng nếu như chủ tịch Trúc cần, thì chúng ta có thể liên hợp với nhau. Cô thấy thế nào? Trúc Linh Linh nhíu mày, anh có ý gì? Hạ Huy cười, lúc trước tôi từng nói với chủ tịch Trúc rồi, tôi cung cấp nguyên liệu cho cô, có điều cô phải trả một cái giá bé bé. Sắc mặt Trúc Linh Linh trầm xuống, nhưng không nói gì. Hạ Huy nhìn Tần Lâm, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích mà tiếp tục nói chuyện với Trúc Linh Linh. Cái giá này cũng khá đơn giản. Chỉ cần chúng ta thường xuyên gặp mặt nói chuyện là được. Sắc mặt Trúc Linh Linh trầm xuống. Lúc trước Hạ Huy cũng từng đưa ra yêu cầu này rồi, song bị Trúc Linh Linh từ chối. Anh ta đã kết hôn và có con rồi, nhưng vẫn muốn duy trì mối quan hệ nam nữ không đúng đắn với Trúc Linh Linh, hy vọng Trúc Linh Linh có thể làm tình nhân của anh ta. Mỗi lần anh ta yêu cầu, Trúc Linh Linh có thể đến khách sạn ngủ cùng anh ta. Loại yêu cầu kinh tởm này mà Hạ Huy cũng có thể không biết xấu hổ mà nói ra. Trúc Linh Linh hận không thể tát anh ta một cái. Không ngờ hôm nay còn mặt dày mà nói vậy. Hạ Huy, xin anh giữ tự trọng, tôi đến bàn chuyện làm ăn với anh không muốn bàn thì chúng ta sẽ dùng vũ lực để nói chuyện. Hạ Huy cười khẩy, chủ tịch Trúc muốn dọa tôi phải không? Cô cho rằng tôi không có ai chống lưng mà tôi vẫn dám đối phó với cô phải không? Trúc Linh Linh sững sờ, nhíu mày. Lúc trước cô ấy cũng từng nghi ngờ. Xưởng sản xuất thuốc A Huy này quy mô không lớn, cùng lắm là ngang với Trúc Linh Linh mà thôi, sao anh ta lại dám to gan và có đủ tài chính để độc quyền dược liệu được? Hóa ra là có người chống lưng cho. Hạ Huy, anh nói rõ đi, rốt cuộc là ai muốn đối phó với tôi? Hạ Huy cười khẩy, cái này cô không cần lo, cô chỉ cần biết, một khi cô chiếm thế độc quyền thì sẽ bị tất cả mọi người công kích, còn tôi độc quyền thị trường thì sẽ có nhiều người ủng hộ. Nếu như cô đồng ý với điều kiện của tôi, sau này chúng ta sẽ hợp tác, còn nếu không đồng ý, hừ hừ. Hạ Huy dường như đã có toan tính, có vẻ như thực sự có người chống lưng cho. Chắc chắn Trúc Linh Linh không thể nào đáp ứng điều kiện này được, nếu như là tiền thì còn có thể. Hạ Huy, nếu đã vậy, chúng ta không cần bàn nữa. Hạ Huy nói, không sai, không cần bàn, trừ phi cô đồng ý với điều kiện của tôi. Trúc Linh Linh nắm chặt nắm đấm, muốn đứng dậy bỏ đi, có điều nghĩ đến nếu như Bạch Tố Tử bị độc quyền, thì xưởng sản xuất sẽ không vận hành được. Trúc Linh Linh nghiến răng, vẫn ngồi xuống. Tổng Giám Đốc Hạ, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên thương lượng, anh muốn bao nhiêu tiền thì có thể ra giá. Hạ Huy cười, cô nghĩ, một đêm ngủ với cô đáng bao nhiêu tiền. Bốp! Trúc Linh Linh đập bàn. Hạ Huy, anh đừng có quá đáng. Hạ Huy vắt chéo hai chân. Đốt điếu thuốc,
lạnh lùng nói. Tôi quá đáng đấy, làm sao nào? Tôi đã nói rồi, nếu như cô đồng ý thì lúc nào cũng có thể thuê phòng, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi, còn nếu không, đường thần số 2 của cô cũng tiêu đời. Anh, nghe lời Hạ Huy nói, có vẻ như chuẩn bị ra tay đến cùng với Trúc Linh Linh, anh ta dám tiêu tốn tiền bạc để đối phó với Trúc Linh Linh chỉ vì muốn cô ấy làm tình nhân sao? Lý do này khiến Trúc Linh Linh thực sự không thể hiểu. Tốn một đống tiền để cạnh tranh bẩn có ý nghĩa sao? Tổng giám đốc Hạ, Trúc Linh Linh lại nhẫn nại muốn đàm phán với Hạ Huy. Tuy nhiên Tần Lâm đột nhiên cười, vỗ vai Trúc Linh Linh. Được rồi, đừng bàn nữa. Nói xong thì kéo tay Trúc Linh Linh đứng lên, lạnh lùng nhìn Hạ Huy. Liên kết với nhau để làm chuyện này, nếu mấy người đã ra đòn trước thì nhớ tiếp đòn của chúng tôi. Chúng ta đi thôi. Trúc Linh Linh có hơi do dự, hôm nay nếu không bàn xong chuyện này, e rằng sau này sẽ xảy ra chuyện. Có điều Tần Lâm đã không nói lời nào mà kéo cô ấy đi luôn. Hạ Huy cười khẩy, Trúc Linh Linh, nếu như cô rời khỏi cánh cửa này, sau này sẽ không còn điều kiện như này nữa đâu. Trúc Linh Linh nhíu mày, đi cùng Tần Lâm. Ra khỏi cửa, hai người lên xe rời đi. Trúc Linh Linh thở dài, cảm thấy buồn bực. Anh Tiểu Lâm, anh không nên kéo em bỏ đi như thế, em nên bàn tiếp với anh ta, em không tin anh ta không cần tiền. Hạ Huy mặc dù mồm nói muốn Trúc Linh Linh làm tình nhân của anh ta, nhưng Trúc Linh Linh nghĩ đây chỉ là mượn cớ mà thôi. Tần Lâm cười nói, em còn chưa hiểu à, cái mà anh ta bảo là có người chống lưng thực ra là mấy công ty bắt tay với nhau để xử lý em mà thôi. Trúc Linh Linh nhíu mày, cùng xử lý em, ai muốn xử lý em? Tần Lâm nói, mặc dù Bạch Tố Tử không có nhiều cách dùng, nhưng trong phạm vi chữa bệnh tiểu đường thì được dùng rất nhiều, chiếm độc quyền Bạch Tố Tử khiến em không thể dùng. Những xưởng sản xuất thuốc tiểu đường khác đương nhiên cũng không thể dùng. Em chiếm độc quyền dược liệu sẽ đắc tội người khác, chẳng nhẽ anh ta lại không, chẳng nhẽ không khiến người khác tức giận sao? Trúc Linh Linh nhíu mày, cũng hơi buồn bực. Vậy là vì sao? Tần Lâm nói, rõ ràng, đường thần số 2 của em chiếm thế độc quyền, những xưởng sản xuất thuốc trị tiểu đường khác không bán được hàng, nên bọn họ bắt tay với nhau khống chế em. Lại thêm Hạ Huy làm trung gian. Giữa bọn họ nhất định đã hình thành một sợi dây lợi ích, có khả năng đã thương lượng với nhau muốn ép em phá sản, sau đó mới chia tiền với nhau. Tần Lâm nói như vậy, Trúc Linh Linh dường như đã hiểu, chẳng trách Hạ Huy không sợ đắc tội người khác, xưởng sản xuất thuốc trị tiểu đường nhiều như vậy, đều cần dùng đến Bạch Tố Tử, anh ta chiếm thế độc quyền chắc chắn sẽ bị loại trừ. Hiện nay Tần Lâm giải thích như vậy, cô ấy mới hiểu ra. Đường thần số 2 mặc dù có công hiệu tốt, nhưng cũng cắt đứt đường kiếm tiền của nhiều người, dẫn đến nhiều xưởng sản xuất thuốc không còn cơm ăn. Nhưng Trúc Linh Linh cũng đâu còn cách nào khác, cũng không thể có thuốc chữa tận gốc mà không đưa cho dân dùng được, ngược lại lại bán mấy loại chữa ngọn không chữa được gốc. Như vậy chẳng phải là làm ăn gian dối sao? Anh Tiểu Lâm, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tần Lâm nói, đơn giản lắm, anh ta chẳng phải chiếm độc quyền Bạch Tố Tử sao, vậy chúng ta không cần nữa. Chúng ta không sản xuất đường thần số 2 nữa. Trúc Linh Linh sững sờ, không sản xuất đường thần số 2 thì công ty của chúng ta làm ăn thế nào? Y dược Văn Hòa của cô ấy dựa vào đường thần số 2, nếu như không sản xuất nữa thì công ty chắc phải dừng làm việc mất. Tần Lâm nói, không sao, anh cho em phương thuốc mới, em bán sản phẩm mới là được. Trúc Linh Linh sững sờ, phương thuốc mới, vẫn là thuốc trị tiểu đường sao? Tần Lâm lắc đầu. Phương thuốc trị bệnh tiểu đường kia ổn lắm rồi, cho dù có cải tiến hơn thì vẫn cần Bạch Tố Tử làm nguyên liệu chủ yếu, không bằng chúng ta đổi sang sản phẩm khác. Ví dụ như, thuốc trị bệnh nam khoa. Trúc Linh Linh lập tức trợn tròn mắt. Á, anh Tiểu Lâm, anh đùa à, công ty của chúng ta vẫn luôn sản xuất thuốc trị tiểu đường mà, đột nhiên đột thành thuốc trị bệnh nam khoa, có ổn không vậy? Tần Lâm nói, đầu tiên phải nhắc đến thị trường, người dân mua thuốc rất ít người xem nhà sản xuất. Bọn họ chỉ nhớ đến nhãn hiệu thuốc, cũng giống như người bị bệnh tiểu đường biết đến đường thần số 2 nhưng không biết y dược Văn Hòa, vậy nên chỉ cần sản phẩm không có vấn đề và có hiệu quả tốt là được. Trúc Linh Linh gật đầu, cô ấy hiểu lời Tần Lâm nói, chỉ có điều tự nhiên chuyển hướng sản xuất của công ty nên cô ấy hơi không dám. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng với các nhà phân phối, xét cho cùng, hầu hết các nhà phân phối đều là nhà thuốc, và nhà thuốc có thể kinh doanh bất kỳ loại thuốc nào. Anh Tiểu Lâm, anh có chắc không? Tần Lâm cười, yên tâm đi,
hiện nay trên thị trường không có loại thuốc nào nổi bật trên phương diện này cả. Thuốc trị bệnh nam khoa đa phần đều là thuốc kích thích hormone. Do các bệnh trên phương diện này thường là các chứng bệnh khó nói nên nhiều tên lừa đảo cũng vì vậy mà lộng hành. Đa phần các thuốc trên thị trường không có nhiều hiệu quả với bệnh nam khoa, đều là quảng cáo suông mà thôi. Nhiều thuốc giả như vậy là do chưa có loại thuốc nào thực sự có hiệu quả. Hai loại thuốc trị bệnh nam khoa khá nổi tiếng trong nước mặc dù có hiệu quả nhưng đều có tác dụng phụ. Sau khi uống thì bị đi ngoài, váng đầu, buồn nôn, uống nhiều còn tổn hại sức khỏe. Đều là kiểu chữa ngọn không chữa được gốc. Nhưng phương thuốc của Tần Lâm không như vậy, vừa chữa được ngọn lại chữa được gốc, lại không có tác dụng phụ. Một khi được bán ra thì sẽ chiếm lĩnh thị trường. Trúc Linh Linh đột nhiên nhớ ra, chẳng phải Hạ Huy kia chuyên sản xuất mấy loại thuốc này sao, một khi thuốc của Tần Lâm được đưa ra thị trường thì chẳng phải đòn đánh trực tiếp vào Hạ Huy sao. Nhìn sắc mặt của Tần Lâm, Trúc Linh Linh đột nhiên lên tiếng. Anh Tiểu Lâm, chắc không phải do anh cố ý đó chứ. Theo như Trúc Linh Linh nghĩ thì trước đây Tần Lâm đã tình cờ có được phương thuốc này, hoặc là tình cờ nhớ ra công thức nên mới có thể làm ra đường thần số 2 cho cô. Còn về phương thuốc trị bệnh nam khoa hôm nay, nếu như Tần Lâm vẫn nhất thời nhớ ra, chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao? Lúc nãy cô vừa đi ăn với Hạ Huy xong, sau khi Tần Lâm biết anh ta chuyên kinh doanh về thuốc nam khoa, liền trực tiếp kê ra phương thuốc này, ai lại tin chuyện này là trùng hợp được chứ? Hay là trong đầu Tần Lâm vốn đã có vô số phương thuốc rồi, bất cứ khi nào gặp chuyện đều có thể tạo ra một cái, để làm chấn động thế giới ư? Phải biết rằng lần trước đường thần số 2 được tung ra đã làm cho cả thế giới chấn động, khiến y dược Văn Hòa bỗng chốc từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành công ty hàng đầu. Chỉ cần một phương thuốc cũng có thể làm thay đổi công ty của bọn họ nhiều như vậy, nếu Tần Lâm còn có những phương thuốc như vậy thì thực sự cũng quá khoa trương rồi đó. Lúc này Trúc Linh Linh cảm thấy Tần Lâm thay đổi quá nhiều, 10 năm qua anh đã trải qua những gì? Tần Lâm mỉm cười, bây giờ anh sẽ viết ra phương thuốc cho em. Nói xong, Tần Lâm liền viết ra phương thuốc, lần này phương thuốc vô cùng phức tạp, khác xa so với lần trước. Bởi vì phương thuốc mà Tần Lâm viết chính là một phương thuốc toàn diện. Có những nguyên nhân khác nhau để tạo thành vấn đề nam khoa. Cuộc sống sinh hoạt vợ chồng không suôn sẻ, một số do áp lực cao, một số do uống rượu và hút thuốc liên tục trong thời gian dài, cảm lạnh, v.v. Bởi vì lý do khác nhau nên cách chữa trị cũng sẽ khác nhau. Thuốc bán trên thị trường không phải ai dùng cũng phát huy tác dụng, có người dùng thì khỏi, nhưng lại có người cảm thấy không có gì thay đổi. Vậy nên thứ mà Tần Lâm sản xuất ra lần này chính là một sản phẩm hầu như hoàn hảo về mọi mặt, có hiệu quả với tất cả mọi người, hơn nữa, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Đối với việc chế thuốc mà nói, dường như không hề có ai có thể sánh kịp với Tần Lâm, vậy nên việc anh nghiên cứu ra một phương thuốc như thế cũng không phải chuyện gì khó. Sau khi viết xong đơn thuốc, Tần Lâm nhìn sang Trúc Linh Linh rồi nói. Đơn thuốc này gần như có thể giải quyết hầu hết các vấn đề về việc sinh hoạt vợ chồng của nam giới, loại thuốc này sẽ rất được ưa chuộng, nó sẽ đè bẹp tất cả các loại thuốc khác tương tự, vậy nên em hãy chú ý việc tuyên truyền một chút. Trúc Linh Linh gật đầu, vì đã có kinh nghiệm ở lần trước nên lần này Trúc Linh Linh vô cùng tin tưởng Tần Lâm, cô cảm thấy chắc chắn phương thuốc này không có vấn đề gì. Vậy còn đường thần số 2 thì sao? Cứ bỏ đi như vậy à, sau này sẽ không sản xuất loại thuốc này nữa sao? Tần Lâm cười đáp, cứ công bố phương thuốc là được. Hả, Trúc Linh Linh sững sờ, bọn họ đều làm trong lĩnh vực này, phương thuốc đương nhiên là thứ quan trọng nhất, nếu như mọi người đều biết phương thuốc thì ai ai cũng có thể sản xuất được, sau này thì ai còn cấp quyền sáng chế nữa chứ, chẳng phải người khác sẽ dành việc làm ăn với bạn rồi sao? Tần Lâm cười đáp, em thử nghĩ đi, tại sao những người cùng ngành đó lại nhắm đến em? Chẳng phải là do đường thần số 2 đã ép bọn họ đến đường cùng sao, đương nhiên bọn họ sẽ liên kết lại để đối phó em, nếu như em công bố phương thuốc của đường thần số 2 ra ngoài thì ai ai cũng có thể sản xuất, đó chẳng phải sẽ trực tiếp hóa giải mâu thuẫn hay sao? Trúc Linh Linh vẫn có chút không nỡ, nhưng phương thuốc này vô cùng quý giá. Một phương thuốc có thể mang lại nguồn lợi lớn như vậy cho công ty của họ, có thể không quý giá được sao? Tần Lâm mỉm cười, những phương thuốc như thế này anh đều có thể tùy tiện viết vài cái, không cần phải keo kiệt như vậy đâu, cứ công bố ra ngoài là được. Trúc Linh Linh ngơ ngác nhìn chân chối, không ngờ anh Tiểu Lâm lại có bản lĩnh như vậy, chẳng trách anh lại có thể trở thành thần y, một bụng toàn phương thuốc của anh đúng là không có ai bì kịp.
Được, vậy để em thử xem. Đồng thời, bên trong nhà hàng vừa rồi, sau khi mấy người Tần Lâm rời đi, nhưng Hạ Huy vẫn ở đó. Sau đó còn có nhiều ông chủ của các xưởng sản xuất thuốc tiến vào. Hạ Huy nhìn những người trước mặt, điềm đạm nói. Các vị ngồi ở đây đều là ông chủ của các xưởng sản xuất thuốc trị bệnh tiểu đường. Hôm nay chúng ta bắt tay với nhau để đối phó với Y Dược Văn Hòa. Đây cũng là vấn đề chung, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ hết mình và đừng để cho Trúc Linh Linh có thời gian nghỉ xả hơi. Mấy ông chủ gật đầu lia lịa, bọn họ thật sự cũng không còn cách nào khác, ngay khi đường thần số 2 xuất hiện, tất cả số thuốc của họ đều không bán được. Nên chỉ có thể hợp tác lại để trấn áp Trúc Linh Linh mà thôi. Trong lúc mọi người đang thảo luận, không biết điện thoại của ai vang lên, sau đó là tiếng chuông điện thoại của những người khác. Bọn họ lấy điện thoại ra xem, ra là có người tạo thành một nhóm. Trưởng nhóm hóa ra lại là Trúc Linh Linh. Trúc Linh Linh đã đăng vào trong nhóm. Công ty tôi sẽ ngừng sản xuất đường thần số 2, bây giờ tôi sẽ công bố phương thuốc của đường thần số 2. Nói xong, Trúc Linh Linh liền gửi một tập tin. Mọi người đều không thèm suy nghĩ, nhanh chóng bấm lưu lại, cho dù là thật hay giả thì vẫn phải lưu trước đã rồi nói. Sau khi mở ra, đó đúng là một đơn thuốc, liều lượng vô cùng chính xác, bọn họ đều làm trong ngành này, vừa nhìn là có thể biết được có phải thật hay không. Chủ tịch Trúc, đây là... Ngay khi bọn họ gửi tin nhắn thì đã có dấu than xuất hiện. Có nghĩa là Trúc Linh Linh đã tạo nhóm, công bố đơn thuốc rồi hủy nhóm. Mọi người đều không nhận được bất kỳ thông tin gì ngoại trừ phương thuốc. Tất cả trơ mắt nhìn nhau, Trúc Linh Linh này bị gì thế? Tại sao đến cả phương thuốc cũng công bố ra ngoài? Chẳng lẽ bị ép đến mức không làm được nữa rồi sao? Những người khác cũng ngỡ ngàng, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ, chỉ không nói ra mà thôi. Hạ Huy cũng nhận ra sắc mặt của mọi người có gì đó không đúng, anh ta liên tục hỏi không ngớt. Đột nhiên có một người kinh doanh thuốc nói, Tổng Giám Đốc Hạ, tôi nghĩ cậu đừng nên độc quyền bạch tố thử nữa, chúng tôi cũng muốn sử dụng nó, nếu cứ tiếp tục độc quyền như vậy thì cũng hơi quá đáng. Hạ Huy sững sờ, độc chiếm bạch tố thử này chẳng phải là ý kiến của mọi người sao, chính các người bảo tôi tạm thời không cần dùng đến bạch tố thử này nữa, sau đó tôi phải bỏ ra một số tiền lớn để độc chiếm nó. Ha ha, Tổng Giám Đốc Hạ, lúc này và lúc đó khác nhau, tôi thấy không cần thiết phải chấp nhận một người phụ nữ như Trúc Linh Linh, thế này đi, một mình tôi sẽ rút ra khỏi vụ này. Đúng vậy, tôi cũng rút, Trúc Linh Linh có gì không tốt đâu chứ, người ta có thực lực thì làm sao mà trách được. Tôi cũng rút, Tổng Giám Đốc Hạ, cậu hãy mau bán bạch tố tử ra đi. Mỗi người đều nói chêm vào, trong chốc lát tất cả đều đòi rút khỏi vụ này, Hạ Huy như chết lặng. Các người có chuyện gì thế? Độc chiếm bạch tố tử là ý của mấy người, bây giờ lại muốn bán ra, các người muốn chơi tôi sao? Độc quyền thực ra chính là phá tiền, tốn rất nhiều tiền mới có thể độc chiếm được, nếu như không thể trả thù thì chắc chắn sẽ bị mất tiền. Lúc trước mọi người đã bàn bạc sẽ chia lợi ích cho Hạ Huy, cho nên anh ta mới đồng ý. Kết quả bây giờ hơn chục người đều cùng nhau bỏ cuộc, khiến một mình Hạ Huy phải gánh chịu hậu quả một mình. Ha ha! Tổng Giám Đốc Hạ, chuyện này không thể trách chúng tôi được, chính cậu mới là người muốn đối phó với Chủ tịch Trúc, chúng tôi chỉ đưa ra đề xuất mà thôi. Tôi cảm thấy Chủ tịch Trúc cũng không tệ, Tổng Giám Đốc Hạ à, hay là thôi đi. Hạ Huy sửng sốt, nhìn thấy biểu hiện của những người này, anh ta thật sự không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc các người bị gì vậy? Tại sao đột nhiên lại trở mặt chứ? Lúc đầu chúng ta đã cùng nhau đồng ý sẽ đối phó với Trúc Linh Linh. Bây giờ nếu các người như vậy thì tôi cũng sẽ không làm nữa. Một doanh nhân kinh doanh thuốc đứng lên cười nói, không làm thì không làm nữa, chúng tôi cũng không định làm gì nữa đâu, Chủ tịch Trúc đã có lòng như vậy, nếu tôi còn đối phó với cô ấy thì thật quá vô sỉ rồi. Tôi cũng nghĩ vậy, Chủ tịch Trúc còn trẻ lại đầy triển vọng như thế, đúng là chuẩn mực của ngành chúng ta nên học hỏi từ Chủ tịch Trúc mới phải. Được, vậy mọi người giải tán nhé, ai làm việc nấy. Nói xong, mọi người đều đứng dậy rồi lần lượt ra về. Hạ Huy cau mày, nhanh chóng kéo một ông chủ xưởng thuốc lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông mau chóng giải thích rõ cho tôi đi. Ông chủ xưởng thuốc bị giữ lại cũng chẳng còn cách nào khác, ông ta với Hạ Huy cũng có quan hệ tốt với nhau, nên đành nói một cách bất lực. Tổng Giám Đốc Hạ, Trúc Linh Linh đã công khai với mọi người phương thuốc của đường thần số 2 rồi,
hiện tại chúng tôi cũng có thể sản xuất loại thuốc này, cho nên không cần phải tốn tiền để tiếp tục đấu đá với nhau nữa. Được rồi Tổng Giám Đốc Hạ, tổn thất của cậu cũng không nhiều, chúng tôi sẽ mua lại số bạch tố tử mà cậu có, cậu cứ yên tâm đi. Nói xong, ông ta liền rời đi. Bọn họ vốn dĩ không muốn cạnh tranh ác ý, ngay cả khi Trúc Linh Linh bị phá sản thì bọn họ cũng chẳng có bất kỳ lợi ích gì. Chuyện này cũng là do Hạ Huy bày ra, bọn họ bất đắc dĩ nên mới cùng tham gia mà thôi. Bây giờ chẳng còn gì để ngăn bọn họ kiếm tiền nữa rồi, đương nhiên bọn họ sẽ tự động rút lui. Sắc mặt Hạ Huy trở nên khá khó coi, vì để độc quyền bạch tố tử, cho nên anh ta đã tốn rất nhiều tiền. Bây giờ mà bán bạch tố tử với giá gốc thì chắc chắn sẽ bị lỗ, đương nhiên khoản lỗ này không hề nhỏ chút nào. Hơn nữa, cũng không thể bán bạch tố tử với giá cao được, nếu như bán quá cao thì đám người này sẽ hợp tác lại để đối phó với Hạ Huy. Hạ Huy không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ, không có được người đẹp cũng không có lợi nhuận, chuyến này coi như lãng phí công sức rồi. Hạ Huy quay trở về công ty và bắt đầu bán ra bạch tố tử. Hai ngày sau, vào lúc đang họp, anh ta đột nhiên nhìn thấy một quảng cáo trên TV. Đó là quảng cáo của một nam diễn viên trung niên, sản phẩm có tên là Single Shot. Nội dung quảng cáo vô cùng đơn giản, một nam diễn viên đang ngồi trên ghế sofa, có một phụ nữ nằm trên giường quay lưng về phía ông ta, giữa hai người có bầu không khí rất ngượng ngùng, xem ra có vẻ là cuộc sống sinh hoạt vợ chồng không mấy hài hòa. Quảng cáo kiểu này có rất nhiều, và hầu hết các loại thuốc bổ thận tráng dương đều có mở đầu như vậy, tạo cho người ta một cảm giác vừa mơ hồ vừa ngượng ngùng. Sau đó, người đàn ông nhặt hộp thuốc lên rồi uống một viên. Trên hộp thuốc có chữ Single Shot, được sản xuất bởi Y Dược Văn Hòa ở tỉnh Hán Đông. Sau khi người đàn ông uống vào, camera liền chuyển cảnh thành một trận đấu cổ trang, nam chính cưỡi ngựa cao, tay cầm thương bạc, một mình xông thẳng vào quân địch. Đó là một cuộc chiến đẫm máu. Quảng cáo liền kết thúc tại đây. Đối với một sản phẩm mà nói thì đây là một quảng cáo vô cùng thành công, có thể thấy công ty quảng cáo đã phải bỏ ra rất nhiều tiền cũng như tốn rất nhiều tâm tư vào đây. Nhiều người đã xem nhưng không hề có cảm giác gì, mặc dù đây là sản phẩm dành cho nam nhưng lại không gây cảm giác khó chịu cho mọi người, cũng không hề nói bóng gió hay ám thị gì cả, nhưng chính vì thế đã khiến hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, những người khác không hề hiểu rằng Hạ Huy đã nhìn thấy được ý nghĩa trong đó rồi, đây chẳng phải là thuốc dành cho nam giới sao, chính là lĩnh vực của anh ta. Bọn họ hiếm khi nào có loại thuốc mới trong lĩnh vực này, hơn nữa, Hạ Huy đều quen biết với những nơi sản xuất loại thuốc như vậy, bọn họ đều là bạn của anh ta. Ra sản phẩm mới anh ta không thể nào không biết được. Nhưng quảng cáo vừa rồi thực sự khiến anh ta ngạc nhiên. Y Dược Văn Hòa. Đó chẳng phải là công ty của Trúc Linh Linh sao? Hạ Huy ngay lập tức gọi điện và yêu cầu tất cả các đồng nghiệp gọi điện để mở một cuộc họp. Sản phẩm mới đó tên là Single Shot, mọi người có thấy qua chưa? Chưa từng, Y Dược Văn Hòa này lai lịch như thế nào vậy? Tôi biết cô ta là người sản xuất ra thuốc trị bệnh tiểu đường, đường thần số 2 chính là của bọn họ. Ôi trời ngầu thế, đường thần số 2 đúng là thuốc thần mà. Tại sao bọn họ lại còn lấn sân sang lĩnh vực về nam giới nữa rồi? Có quỷ mới biết, bọn họ có thể kinh doanh khi nhảy sang lĩnh vực khác được không đây? Mọi người đều cho rằng Y Dược Văn Hòa không thể. Đầu tiên, việc xuất hiện của một sản phẩm mới sẽ không được người dân ưa chuộng, mọi người khi đi khám bệnh vẫn hay dùng lại thuốc đã từng sử dụng, cũng không mấy ai dùng thuốc mới, lỡ may có tác dụng phụ thì sao? Thứ hai, ngay cả khi tất cả mọi người thực sự chấp nhận nó thì trong thời gian ngắn cũng rất khó để thuyết phục tất cả mọi người, bởi vì cần phải tuyên truyền quảng bá trên diện rộng, không chỉ dựa vào tài chính mà còn cần cả nhân lực. Còn phải được xác thực bởi một nhân vật có thẩm quyền mới có thể phát huy được. Nhưng loại thuốc này làm gì có thẩm quyền được đây? Vốn dĩ đàn ông không thích thừa nhận mình bị bệnh, chẳng lẽ còn phải kiếm một bệnh nhân để kể về kinh nghiệm của bản thân sao? Điều đó lại càng vô nghĩa hơn. Vậy nên căn bệnh này không hề dễ tuyên truyền, chỉ có thể thông qua cách truyền miệng của người dân mà thôi, bọn họ nói loại thuốc này tốt thì mới có hiệu quả. Tổng Giám Đốc Hạ đừng lo lắng, đó chỉ là một trò hề mà thôi, tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ phải dừng sản xuất thôi. Vừa dứt lời, đột nhiên có người nhận được tin nhắn Zalo, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mau xem TV, đài truyền hình Trung ương. Mọi người nhanh chóng mở TV chuyển sang đài truyền hình Trung ương.
sau đó đã hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy tin quảng cáo. Đó là một quảng cáo theo kiểu ngồi ở hội trường, giống như kiểu quảng cáo bác sĩ giải thích cho người dân về sức khỏe. Bây giờ loại quảng cáo này đều như rác đầy đường, có rất nhiều người đều biết chiêu trò này, vậy nên tác dụng của loại quảng cáo này hết sức bình thường, cũng không có tác dụng gì mấy. Nhưng, lần này, loại quảng cáo theo kiểu diễn thuyết này lại khác hẳn, bởi vì người nói chính là Tần Đại Sư. Lúc này, Tần Lâm đeo khẩu trang, mặc áo blue trắng, ngồi trước bàn giảng giải về loại thuốc này cho khán giả bên dưới. Giảng giải đầu tiên chính là đường thần số 2. Phương thuốc này do tôi tình cờ phát hiện ra trong cuốn sách, Lý luận về bệnh thương hàn, chỉ là lúc đó vẫn chưa được hoàn hảo lắm. Nhiều loại thuốc mới ra đời hiện nay vẫn có thể thay thế được những loại thuốc đã có trước đó. Vì vậy trong 10 năm tôi cùng sư phụ nghiên cứu đã thay thế được một số dược liệu vô dụng và để cải thiện đáng kể tác dụng trong loại thuốc mới này. Vậy nên đường thần số 2 có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường và giúp các bệnh nhân tiểu đường thoát khỏi những rắc rối của bệnh tật. Hiện nay, Chủ tịch Trúc Linh Linh của Y Dược Văn Hòa đã công bố toa thuốc này ra toàn thế giới và quyết định để tất cả xưởng sản xuất vì lợi ích chung của mọi người. Tần Lâm nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay. Chẳng trách đường thần số 2 lại tuyệt vời đến như vậy. Đường thần số 2 vốn đã có được tín nhiệm rất cao, cộng thêm việc Tần Lâm cũng đã có vị trí nhất định trong lòng người dân. Nếu như kết nối cả hai lại thì càng đáng tin hơn nữa. Thật không hổ danh là Tần Đại Sư mà. Hơn nữa, việc công bố phương thuốc của đường thần số 2 cũng khiến cho mọi người thấy cảm động. Trúc Linh Linh này thật sự rất hào phóng, đây mới là điều ông chủ lớn nên làm, không hề ích kỷ giữ cho riêng mình mà muốn tạo phúc cho mọi người. Sắc mặt Hạ Huy và những người khác có hơi khó coi, chẳng trách Trúc Linh Linh tự tin đến mức khiến đường thần số 2 trở nên nổi bật chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Ra là có Tần Đại Sư ở phía sau chỉ điểm. Trúc Linh Linh lại có quan hệ đến vậy sao? Sau khi giải thích xong về đường thần số 2, Tần Lâm cũng lấy ra một sản phẩm mới. Sản phẩm mới này có tên là Single Shot, đây là sản phẩm trong lần hợp tác thứ hai giữa tôi và Y Dược Văn Hòa. Ngày nay các bệnh nam khoa rất phổ biến, thực ra các bạn nam không phải ngại về chuyện này, những thói quen xấu như áp lực cao, hút thuốc lá, làm việc bận rộn, thức khuya, đều dẫn đến các vấn đề sức khỏe của nam giới. Đừng lảng tránh bác sĩ khi mọi người có vấn đề, cần phải chữa trị kịp thời, không nên giấu giếm, nếu không mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa. Nói xong, Tần Lâm lấy ra phương thuốc của sản phẩm này. Đương nhiên đó không phải là toàn bộ phương thuốc, chỉ có một số loại mà thôi, và không hề có liều lượng. Các phương thuốc đều được hiển thị trên màn hình lớn, Tần Lâm chỉ vào một trong số đó rồi nói. Tác dụng chính của loại thuốc này là giải tỏa mệt mỏi, làm sảng khoái tinh thần. Nếu một số bạn nam quá mệt mỏi do áp lực công việc dẫn đến việc bất hòa trong cuộc sống sinh hoạt vợ chồng thì hãy kết hợp liều thuốc này với loại thuốc trước đó, chắc chắn sẽ giúp cho mọi người giải tỏa hết mệt mỏi, cũng là một liều thuốc tốt cho cuộc sống vợ chồng. Hơn nữa cũng không giống thuốc Tây, thuốc Đông y vô cùng lành tính và không hề có tác dụng phụ. Bây giờ trên thị trường không có sản phẩm nào dám nói là không có tác dụng phụ cả, nhưng chỉ duy nhất phương thuốc của tôi không hề gây ra tác dụng phụ. Tần Lâm tiếp tục giải thích rằng anh vô cùng tự tin vào phương thuốc này, hơn nữa, mọi người cũng đều tin tưởng anh. Vốn dĩ sự tín nhiệm đối với Tần Đại Sư là rất cao, cộng thêm việc đã sản xuất đường thần số 2 trước đó nên càng khiến cho độ tin cậy của Tần Lâm tăng lên đáng kể. Dù sao đường thần số 2 cũng là một loại thuốc thần đã cứu chữa cho không biết bao nhiêu bệnh nhân. Những người có thể phát triển loại thuốc này chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì khi phát triển các loại thuốc khác. Sau một hồi giải thích, cuối cùng Tần Lâm cũng đưa ra kết luận. Buổi diễn thuyết này chính là quảng cáo một lần, cũng chỉ chiếu một lần duy nhất, sau này sẽ không phát lại nữa, còn về hiệu quả của thuốc thì xin mọi người hãy tự trải nghiệm. Nói xong, TV liền chuyển sang tin tiếp theo. Một bài diễn thuyết kéo dài 10 phút có vẻ rất tốn kém, nhưng trên thực tế chỉ phát sóng một lần mà thôi, không hề được lặp lại, vậy nên Trúc Linh Linh cũng không phải tốn quá nhiều tiền cho việc quảng bá. Nhưng hiệu quả lại vô cùng bùng nổ. Đoạn video này ngay lập tức được cư dân mạng tải xuống và đăng tải lại trên các nền tảng lớn. Tần Đại Sư ra tay giải cứu đàn ông. Ngay khi mục này được xuất hiện, có rất nhiều đấng mày râu đã sục sôi. Nếu bọn họ vốn có vấn đề ở phương diện đó thì hầu hết mọi người đều rất ngại đến bệnh viện, bởi vì chuyện này cũng khá khó nói.
Hơn nữa bọn họ cũng không hiểu rõ vấn đề của chính mình, thực ra đôi khi chẳng bị gì cả, bởi vì bọn họ không chịu đi khám nên vẫn luôn tự nghĩ rằng bản thân đã mắc bệnh gì đó. Nhưng bây giờ thì tốt quá rồi, Tần Lâm đã giải thích cặn kẽ nguyên nhân của tất cả các loại bệnh trong hơn 10 phút, nếu như có vấn đề về nam khoa thì cứ dò theo các triệu chứng đó là được. Tóm lại, bất kể bệnh do nguyên nhân nào thì loại thuốc này đều có thể chữa khỏi. Sắc mặt Hạ Huy vô cùng khó coi. Khốn kiếp! Ngay khi loại thuốc này xuất hiện, nếu như thật sự có hiệu quả thì sẽ là một đòn đánh nặng nề với Hạ Huy từ trước đến nay. Cũng giống như những người cùng ngành khác với Trúc Linh Linh, bọn họ đã bị đường thân số 2 ép đến đường cùng, thậm chí còn sắp phải đóng cửa. Nhưng xưởng sản xuất của bọn họ vẫn không sao, họ không chỉ sản xuất thuốc trị tiểu đường mà còn cả các loại thuốc khác nữa. Nhưng Hạ Huy thì khác, anh ta chỉ sản xuất mỗi thuốc trị bệnh nam khoa mà thôi. Lần này coi như toang rồi. Ngay khi Single Shot được tung ra thị trường, lập tức đã gây được phản ứng mạnh mẽ, mặc dù không có ai hô hào loại thuốc này tuyệt vời như thế nào, nhưng doanh số bán hàng vẫn đang tăng chóng mặt. Có thể thấy, mặc dù có nhiều người miễn cưỡng thừa nhận nhưng bọn họ vẫn mua loại thuốc này, hơn nữa hiệu quả cũng vô cùng tốt, ngay sau đó lại tiếp tục quay lại mua. Hạ Huy nhìn hiệu suất bán hàng của mình, sắc mặt bỗng xám xịt lại. Phía Trúc Linh Linh lại vô cùng bận rộn, cô không ngờ rằng phương thuốc của đường thần số 2 lại có ngày được công bố ra ngoài một cách qua loa như vậy. Và ngay lập tức lại có một loại thuốc mới được tiếp nhận. Tần Lâm đã giúp đỡ hết những gì có thể, nên anh cũng không ở lại đây lâu nữa. Sau khi Trúc Linh Linh tung ra loại thuốc này, đã có rất nhiều xưởng sản xuất thuốc đến thăm và biếu quà cho cô. Đặc biệt là những ông chủ của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ngay khi loại thuốc này xuất hiện, nó đã có một số tác động không nhỏ đến bọn họ. Bọn họ đều lo rằng, lỡ may Tần Lâm nghĩ ra một sản phẩm chăm sóc sức khỏe nào đó thì bọn họ chắc chắn sẽ không còn cách nào có thể sống sót được. Loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe này vốn không hề có tác dụng gì, chỉ là thực phẩm bổ sung mà thôi. Còn nói về thuốc bổ thì đó chính là sở trường của Đông Y. Nếu Tần Lâm tùy tiện đưa cho bọn họ một số phương thuốc thì vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều so với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đó, vậy nên bọn họ mới vô cùng lo lắng. Tần Lâm chỉ đành cười nhạt, nhưng không hề lên tiếng. Trúc Linh Linh không nói nên lời, anh Tiểu Lâm, anh xem anh dọa chết bọn họ rồi kìa, bây giờ bọn họ sợ anh lắm đấy. Tần Lâm nói, sợ anh gì chứ? Bọn họ sợ em thì có. Trúc Linh Linh cười gượng, nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe như vậy, anh lấy một ít đi, tùy tiện tặng ai đó cũng được, coi như chia sẻ bớt gánh nặng cho em. Được thôi. Tần Lâm lấy một ít sản phẩm chăm sóc sức khỏe xem qua công thức, chẳng qua chỉ là hoa quả sấy khô và dược liệu thông thường, bồi bổ thì được, nhưng hoàn toàn không thể nào chữa được bệnh. Nhưng đối với người trung niên và cao tuổi mà nói thì việc bổ sung các chất cần thiết cũng vô cùng tốt. Tần Lâm lấy vài món rồi rời khỏi, trực tiếp bắt taxi, sau đó liên lạc với Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết vừa livestream xong, nhận được tin nhắn của Tần Lâm liền trở nên vui vẻ. Anh Tiểu Lâm, hôm nay em định về nhà, anh có muốn đi cùng em không? Được thôi, vừa hay anh có ít đồ muốn đem qua. Tần Lâm cũng muốn gặp Vương Đông Tuyết, nhưng cô ấy muốn về quê cũng không sao cả, bởi vì Tần Lâm cũng có rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho người lớn tuổi, cũng cần phải mang về đó. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến quê. Về đến cổng thôn, bỗng nhận ra không hề có ai đứng đón ở cổng. Tần Lâm có chút tò mò. Chú và dì sao lại không ra đón em? Bố mẹ Vương Đông Tuyết khá chiều chuộng cô, mỗi lần về nhà, hai vợ chồng già đều sẽ đứng ở cổng đón cô, nhưng hôm nay bọn họ lại không xuất hiện, vậy nên Tần Lâm mới thấy hiếu kỳ. Vương Đông Tuyết liền nói. Mẹ em vừa mới nhắn tin, bảo là dì út đến rồi, vừa hay cũng đang ở nhà em, muốn mượn ít tiền. Tần Lâm vô cùng tò mò khi nhìn thấy biểu hiện của Vương Đông Tuyết. Quan hệ không tốt sao? Vương Đông Tuyết cau mày, sau đó gật đầu. Trước đây gia đình em khó khăn thì bọn họ chưa từng liên lạc, bây giờ điều kiện tốt hơn lại đến vay tiền, thật quá đáng mà. Tần Lâm mỉm cười, nhưng không nói gì. Chuyện này cũng quá bình thường rồi, thấy sang bắt quàng làm họ, đây chính là vấn đề chung của cả thế giới. Tính cách của bố mẹ Vương Đông Tuyết vô cùng hiền lành, vậy nên rất dễ bị người khác mượn tiền. Hơn nữa, việc công bố phương thuốc của đường thần số 2 cũng khiến cho mọi người thấy cảm động.
Trúc Linh Linh này thật sự rất hào phóng, đây mới là điều ông chủ lớn nên làm, không hề ích kỷ giữ cho riêng mình mà muốn tạo phúc cho mọi người. Sắc mặt Hạ Huy và những người khác có hơi khó coi, chẳng trách Trúc Linh Linh tự tin đến mức khiến đường thần số 2 trở nên nổi bật chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Ra là có Tần Đại Sư ở phía sau chỉ điểm. Trúc Linh Linh lại có quan hệ đến vậy sao? Sau khi giải thích xong về đường thần số 2, Tần Lâm cũng lấy ra một sản phẩm mới. Sản phẩm mới này có tên là Single Shot, đây là sản phẩm trong lần hợp tác thứ hai giữa tôi và Y Dược Văn Hòa. Ngày nay các bệnh nam khoa rất phổ biến, thực ra các bạn nam không phải ngại về chuyện này, những thói quen xấu như áp lực cao, hút thuốc lá, làm việc bận rộn, thức khuya, đều dẫn đến các vấn đề sức khỏe của nam giới, đừng lảng tránh bác sĩ khi mọi người có vấn đề, cần phải chữa trị kịp thời, không nên giấu giếm, nếu không mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa. Nói xong, Tần Lâm lấy ra phương thuốc của sản phẩm này. Đương nhiên đó không phải là toàn bộ phương thuốc, chỉ có một số loại mà thôi, và không hề có liều lượng. Các phương thuốc đều được hiển thị trên màn hình lớn, Tần Lâm chỉ vào một trong số đó rồi nói. Tác dụng chính của loại thuốc này là giải tỏa mệt mỏi, làm sảng khoái tinh thần. Nếu một số bạn nam quá mệt mỏi do áp lực công việc dẫn đến việc bất hòa trong cuộc sống sinh hoạt vợ chồng thì hãy kết hợp liều thuốc này với loại thuốc trước đó. Chắc chắn sẽ giúp cho mọi người giải tỏa hết mệt mỏi, cũng là một liều thuốc tốt cho cuộc sống vợ chồng. Hơn nữa cũng không giống thuốc Tây, thuốc Đông y vô cùng lành tính và không hề có tác dụng phụ. Bây giờ trên thị trường không có sản phẩm nào dám nói là không có tác dụng phụ cả, nhưng chỉ duy nhất phương thuốc của tôi không hề gây ra tác dụng phụ. Tần Lâm tiếp tục giải thích rằng anh vô cùng tự tin vào phương thuốc này, hơn nữa, mọi người cũng đều tin tưởng anh. Vốn dĩ sự tín nhiệm đối với Tần Đại Sư là rất cao, cộng thêm việc đã sản xuất đường thần số 2 trước đó nên càng khiến cho độ tin cậy của Tần Lâm tăng lên đáng kể. Dù sao đường thần số 2 cũng là một loại thuốc thần đã cứu chữa cho không biết bao nhiêu bệnh nhân. Những người có thể phát triển loại thuốc này chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì khi phát triển các loại thuốc khác. Sau một hồi giải thích, cuối cùng Tần Lâm cũng đưa ra kết luận. Buổi diễn thuyết này chính là quảng cáo một lần. Cũng chỉ chiếu một lần duy nhất, sau này sẽ không phát lại nữa, còn về hiệu quả của thuốc thì xin mọi người hãy tự trải nghiệm. Nói xong, TV liền chuyển sang tin tiếp theo. Một bài diễn thuyết kéo dài 10 phút có vẻ rất tốn kém, nhưng trên thực tế chỉ phát sóng một lần mà thôi, không hề được lặp lại, vậy nên Trúc Linh Linh cũng không phải tốn quá nhiều tiền cho việc quảng bá. Nhưng hiệu quả lại vô cùng bùng nổ. Đoạn video này ngay lập tức được cư dân mạng tải xuống và đăng tải lại trên các nền tảng lớn. Tần Đại Sư ra tay giải cứu đàn ông. Ngay khi mục này được xuất hiện, có rất nhiều đấng mày râu đã sục sôi. Nếu bọn họ vốn có vấn đề ở phương diện đó thì hầu hết mọi người đều rất ngại đến bệnh viện, bởi vì chuyện này cũng khá khó nói. Hơn nữa bọn họ cũng không hiểu rõ vấn đề của chính mình, thực ra đôi khi chẳng bị gì cả. Bởi vì bọn họ không chịu đi khám nên vẫn luôn tự nghĩ rằng bản thân đã mắc bệnh gì đó. Nhưng bây giờ thì tốt quá rồi, Tần Lâm đã giải thích cặn kẽ nguyên nhân của tất cả các loại bệnh trong hơn 10 phút, nếu như có vấn đề về nam khoa thì cứ dò theo các triệu chứng đó là được. Tóm lại, bất kể bệnh do nguyên nhân nào thì loại thuốc này đều có thể chữa khỏi. Sắc mặt Hạ Huy vô cùng khó coi. Khốn kiếp! Ngay khi loại thuốc này xuất hiện, nếu như thật sự có hiệu quả thì sẽ là một đòn đánh nặng nề với Hạ Huy từ trước đến nay. Cũng giống như những người cùng ngành khác với Trúc Linh Linh, bọn họ đã bị đường thần số 2 ép đến đường cùng, thậm chí còn sắp phải đóng cửa. Nhưng xưởng sản xuất của bọn họ vẫn không sao, họ không chỉ sản xuất thuốc trị tiểu đường mà còn cả các loại thuốc khác nữa. Nhưng Hạ Huy thì khác, anh ta chỉ sản xuất mỗi thuốc trị bệnh nam khoa mà thôi. Lần này coi như toang rồi. Ngay khi Single Shot được tung ra thị trường, lập tức đã gây được phản ứng mạnh mẽ, mặc dù không có ai hô hào loại thuốc này tuyệt vời như thế nào, nhưng doanh số bán hàng vẫn đang tăng chóng mặt. Có thể thấy, mặc dù có nhiều người miễn cưỡng thừa nhận nhưng bọn họ vẫn mua loại thuốc này, hơn nữa hiệu quả cũng vô cùng tốt, ngay sau đó lại tiếp tục quay lại mua. Tìm chuyện hay tại tramtrain.vn. Hạ Huy nhìn hiệu suất bán hàng của mình, sắc mặt bỗng xám xịt lại. Phía Trúc Linh Linh lại vô cùng bận rộn, cô không ngờ rằng phương thuốc của đường thần số 2 lại có ngày được công bố ra ngoài một cách qua loa như vậy. Và ngay lập tức lại có một loại thuốc mới được tiếp nhận. Tần Lâm đã giúp đỡ hết những gì có thể,
nên anh cũng không ở lại đây lâu nữa. Sau khi Trúc Linh Linh tung ra loại thuốc này, đã có rất nhiều xưởng sản xuất thuốc đến thăm và biếu quà cho cô. Đặc biệt là những ông chủ của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ngay khi loại thuốc này xuất hiện, nó đã có một số tác động không nhỏ đến bọn họ. Bọn họ đều lo rằng, lỡ may Tần Lâm nghĩ ra một sản phẩm chăm sóc sức khỏe nào đó thì bọn họ chắc chắn sẽ không còn cách nào có thể sống sót được. Loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe này vốn không hề có tác dụng gì, chỉ là thực phẩm bổ sung mà thôi. Còn nói về thuốc bổ thì đó chính là sở trường của Đông Y. Nếu Tần Lâm tùy tiện đưa cho bọn họ một số phương thuốc thì vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều so với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đó, vậy nên bọn họ mới vô cùng lo lắng. Tần Lâm chỉ đành cười nhạt, nhưng không hề lên tiếng. Trúc Linh Linh không nói nên lời, anh Tiểu Lâm, anh xem anh dọa chết bọn họ rồi kìa, bây giờ bọn họ sợ anh lắm đấy. Tần Lâm nói, sợ anh gì chứ? Bọn họ sợ em thì có. Trúc Linh Linh cười gượng, nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe như vậy. Anh lấy một ít đi, tùy tiện tặng ai đó cũng được, coi như chia sẻ bớt gánh nặng cho em. Được thôi. Tần Lâm lấy một ít sản phẩm chăm sóc sức khỏe xem qua công thức, chẳng qua chỉ là hoa quả sấy khô và dược liệu thông thường, bồi bổ thì được, nhưng hoàn toàn không thể nào chữa được bệnh. Nhưng đối với người trung niên và cao tuổi mà nói thì việc bổ sung các chất cần thiết cũng vô cùng tốt. Tần Lâm lấy vài món rồi rời khỏi, trực tiếp bắt taxi, sau đó liên lạc với Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết vừa livestream xong, nhận được tin nhắn của Tần Lâm liền trở nên vui vẻ. Anh Tiểu Lâm, hôm nay em định về nhà, anh có muốn đi cùng em không? Được thôi, vừa hay anh có ít đồ muốn đem qua. Tần Lâm cũng muốn gặp Vương Đông Tuyết, nhưng cô ấy muốn về quê cũng không sao cả, bởi vì Tần Lâm cũng có rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho người lớn tuổi, cũng cần phải mang về đó. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến quê. Về đến cổng thôn, bỗng nhận ra không hề có ai đứng đón ở cổng. Tần Lâm có chút tò mò. Chú và dì sao lại không ra đón em? Bố mẹ Vương Đông Tuyết khá chiều chuộng cô, mỗi lần về nhà, hai vợ chồng già đều sẽ đứng ở cổng đón cô, nhưng hôm nay bọn họ lại không xuất hiện, vậy nên Tần Lâm mới thấy hiếu kỳ. Vương Đông Tuyết liền nói. Mẹ em vừa mới nhắn tin, bảo là dì út đến rồi, vừa hay cũng đang ở nhà em, muốn mượn ít tiền. Tần Lâm vô cùng tò mò khi nhìn thấy biểu hiện của Vương Đông Tuyết. Quan hệ không tốt sao? Vương Đông Tuyết cau mày, sau đó gật đầu. Trước đây gia đình em khó khăn thì bọn họ chưa từng liên lạc, bây giờ điều kiện tốt hơn lại đến vay tiền, thật quá đáng mà. Tần Lâm mỉm cười, nhưng không nói gì. Chuyện này cũng quá bình thường rồi, thấy sang bắt quàng làm họ, đây chính là vấn đề chung của cả thế giới. Tính cách của bố mẹ Vương Đông Tuyết vô cùng hiền lành. Vậy nên rất dễ bị người khác mượn tiền. Đương nhiên không phải Vương Đông Tuyết từ chối giúp đỡ mà là cô thực sự không giúp được. Cô từng livestream hợp tác với mỹ phẩm Tầng Vân, nhưng toàn làm việc với giám đốc sản phẩm. Giám đốc sản phẩm không có quyền gì, hoàn toàn không liên quan đến bộ phận nhân sự, vì thế cô không thể nào giúp đỡ vào làm việc ở mỹ phẩm Tầng Vân được. Thấy dáng vẻ khó xử áy náy của Từ Quyên, Tần Lâm bất lực thở dài nói. Cháu có chút quan hệ ở mỹ phẩm Tầng Vân, có thể nói hộ một tiếng. Tần Lâm nói xong, mọi người đều sững sờ. Thật hả, Tiểu Tần quen biết rộng vậy sao? Đương nhiên bọn họ không thể nào ngờ rằng Tần Lâm không chỉ có mối quan hệ này mà bà chủ của mỹ phẩm Tầng Vân chính là bạn gái của anh. Dì út hừ lạnh lùng, làm gì vậy, lừa chúng tôi à, cậu ta còn chẳng có xe, có thể quen biết ai chứ? Từ Quyên khó xử cười gượng, Tiểu Tần giỏi lắm. Nói không chừng có thể giúp bọn em được, để cậu ấy thử xem. Dì út và Từ Dung Dung bĩu môi, không thèm tiếp lời, ra vẻ giễu cợt, họ muốn xem có phải Tần Lâm nói phét hay không. Tần Lâm gật đầu, nể tình Vương Đông Tuyết và Từ Quyên sắp xếp cho cô ta một công việc cũng không thành vấn đề gì. Tần Lâm lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Liễu Thanh Thanh. Alo, em đang họp, có chuyện gì vậy? Nếu là ngày thường, Liễu Thanh Thanh sẽ đùa giỡn với Tần Lâm một lúc. Nhưng đang họp nên không nói được. Anh có một người bạn muốn vào làm việc ở công ty của em, tên là Từ Dung Dung. Không thành vấn đề. Vậy được thôi, em cứ làm việc đi, anh chỉ muốn nói chuyện này thôi. Nói xong hai người tắt máy. Sau đó Tần Lâm nói với họ. Xong rồi, ngày mai cô đến báo danh là được.
Di Út và Từ Dung Dung ra vẻ bất lực, cậu chém gió giỏi thật đấy, một cuộc điện thoại của cậu là xong sao? Cho dù diễn kịch thì cũng phải diễn cho thật một chút chứ, cậu nói mỗi tên là chuyện đã được giải quyết sao? Cuộc điện thoại lúc nãy của Tần Lâm đúng là dễ dàng quá, không có độ tin tưởng cao, cho dù là cầu xin người khác giúp đỡ cũng không thể nói hai ba câu là giải quyết được. Mỹ phẩm Tần Vân nghe nói rất khó vào, nếu muốn trở thành nhân viên chính thức cần rất nhiều thủ tục, Tần Lâm vừa gọi điện, tổng cộng nói chưa đến 5 câu. Anh gọi điện cho ai, chủ tịch chắc, ha ha. Tần Lâm nói, tin hay không tùy bà, tôi đã giúp rồi, ngày mai các người có thể đến báo danh. Di Út vội mặc áo, cầm quà bọn họ vừa mang đến, nói với vẻ mặt bực bội. Không muốn giúp thì thôi, một cuộc điện thoại là giải quyết xong, cậu giỡn ai chứ? Đúng là miễn cưỡng quá rồi đấy. Bỏ đi, chúng tôi không cần các người giúp nữa được chưa? Nói xong, Di Út và Từ Dung Dung cầm quà, phẫn nộ lao ra ngoài. Để nhà Vương Đông Tuyết ở đó lộ vẻ mặt khó coi. Từ Quyên thở dài, bất lực nói. Hát, giúp họ cũng chẳng được lợi gì. Từ Quyên là người như thế, rõ ràng biết giúp họ không được ích lợi gì nhưng vẫn không nỡ từ chối. Vương Đông Tuyết khuyên, mẹ à, thôi bỏ đi, vốn dĩ chúng ta cũng chẳng giúp được gì, người như Từ Dung Dung tìm một công việc phục vụ cũng khó. Nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con họ, Tần Lâm cười đáp, gì, Đông Tuyết. Cháu đã nói giúp cô ta rồi, hai người không cần phải phiền muộn, ngày mai bọn họ sẽ biết thôi. Từ Quyên sững sờ, Tiểu Tần, cháu thực sự có khả năng đấy sao, một cuộc điện thoại là có thể sắp xếp công việc giúp con bé. Tần Lâm cười đáp, chắc không có vấn đề gì ạ. Nếu như Liễu Thanh Thanh không quên thì sẽ không sao. Tần Lâm và Vương Đông Tuyết ở lại nhà một đêm, buổi tối uống vài ly với Vương Ái Dân, hai chú cháu nói chuyện rôm rả, hai ông bà ngày càng ưng Tần Lâm. Cảnh tượng này ngày càng hòa hợp, thậm chí khiến Vương Đông Tuyết cảm thấy Tần Lâm giống như bạn trai thật của cô vậy. Sau khi rời khỏi nhà Vương Đông Tuyết, mẹ con Từ Dung Dung vô cùng tức giận, bà ta mắng suốt chặng đường đi. Coi nhau ra cái gì chứ, nhờ giúp đỡ mà bọn họ lại có cái thái độ đấy, còn là họ hàng sao, hừ. Từ Dung Dung cũng ra vẻ khinh bỉ, chỉ là tìm công việc thôi mà, không cần họ giúp con cũng tự tìm được, ở Mỹ phẩm Tầng Vân Toàn là gái xinh. Con thấy mình cũng được, nộp hồ sơ ứng tuyển xem sao. Di Út nói, đúng, con gái mẹ xuất sắc như thế, chắc chắn có thể tự dựa vào sức mình, cứ thử xem. Sau khi bàn bạc xong, hai người đi đến quán photo để in tờ sơ yếu lý lịch. Từ Dung Dung không có kinh nghiệm làm việc, bỏ học từ cấp 3, vì thế hồ sơ xin việc chẳng có gì để viết, bên trong toàn là ảnh chân dung và ảnh tự sướng. Cô ta cho rằng dựa vào khuôn mặt là có thể đến Mỹ phẩm Tầng Vân làm việc. Hai mẹ con gọi xe đến trước công ty Mỹ phẩm Tầng Vân, lúc đến cổng định đi vào trong nhưng bị bảo vệ chặn lại. Có hẹn trước không, tìm ai? Nhìn cách ăn mặc của hai người không giống khách hàng, hơn nữa rõ ràng biểu cảm của họ có chút sợ hãi và căng thẳng, giống như lần đầu tiên đến đây vậy. Từ Dung Dung lấy hết dũng cảm tiến lên nói. Tôi đến ứng tuyển, nộp hồ sơ xin việc. Bảo vệ thầm cười trong bụng, người thế này mà cũng đòi đến nộp hồ sơ xin việc sao? Có điều bọn họ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mặc dù khinh bỉ nhưng không thể hiện ra ngoài. Bảo vệ nói, nộp hồ sơ phải không, đưa cho tôi là được, lát nữa tôi sẽ đưa đến bộ phận nhân sự. Từ Dung Dung hoàn toàn không biết nộp hồ sơ thế nào, vì thế đến đây cô ta cứ lơ tơ mơ, tưởng đưa cho bảo vệ là được rồi. Sau khi đưa cho bảo vệ, hai mẹ con tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, coi như đi du lịch. Bảo vệ lộ vẻ mặt chế giễu, lật sơ yếu lý lịch thì phát hiện bên trong toàn là ảnh chân dung, hào hứng xem. Lúc bảo vệ đang xem sơ yếu lý lịch, bỗng nhiên giám đốc không biết xuất hiện phía sau anh ta từ lúc nào. Xem cái gì vậy? Bảo vệ giật mình, vội đứng dậy. Giám đốc Tôn. Giám đốc Tôn cướp lấy tờ sơ yếu lý lịch, hừ lạnh lùng. Sơ yếu lý lịch, còn có người nộp hồ sơ cho anh sao, có vấn đề à? Nộp hồ sơ cho bảo vệ, chỉ số IQ của người này cũng gây sốc thật đấy, chắc chắn sẽ không trúng tuyển. Nhìn thấy bên trong toàn là ảnh, giám đốc Tôn lật qua xem, lúc đang định gấp vào thì đột nhiên nhìn thấy tên. Từ Dung Dung, giám đốc Tôn là giám đốc nhân sự, lúc nãy vừa nhận được cuộc gọi của chủ tịch, nói có một người tên là Từ Dung Dung muốn vào làm việc trong công ty, được tuyển thẳng. Nhưng cô ta đợi cả buổi chiều rồi mà không thấy Từ Dung Dung, không ngờ rằng lại ở đây.
Giám đốc Tôn vội cầm lấy sơ yếu lý lịch, đây là người mà tổng giám đốc đích thân căn dặn, cô ta tuyệt đối không thể sơ suất. Có điều mặc dù tổng giám đốc Liễu căn dặn là tuyển thẳng, nhưng không nói là chức vụ gì. Nhìn sơ yếu lịch lịch đau cả mắt, chẳng có kinh nghiệm gì hơn nữa còn nhỏ tuổi như thế, chỉ là có chút nhan sắc, nhưng so với nhân viên ở Mỹ phẩm tầng vân thì đúng là vô cùng bình thường. Giám đốc Tôn nghĩ một lúc rồi bấm gọi số ghi trên sơ yếu lý lịch. Alo, xin chào, là Từ Dung Dung phải không, cô được nhận rồi. Từ Dung Dung ở đầu dây bên kia sững sờ, nhanh vậy sao? Chào cô, tôi là Từ Dung Dung, tôi được chọn thật sao? Không sai, tôi là giám đốc nhân sự, tôi họ Tôn, cô có thể gọi tôi là giám đốc Tôn. Chào giám đốc Tôn, cảm ơn cô đã chọn tôi. Mặc dù Từ Dung Dung rất biết ra vẻ, nhưng vẫn rất khách khí với lãnh đạo. Xin hỏi, tôi làm ở bộ phận nào thế ạ? Giám đốc Tôn im lặng một lúc, Từ Dung Dung không viết yêu cầu công việc, cũng không nói mong muốn làm chức vụ gì ở trong sơ yếu lý lịch. Dựa vào học lực và kinh nghiệm của Từ Dung Dung, cùng lắm cũng chỉ làm lao công thôi. Nhưng đây là ứng viên do đích thân Tổng Giám đốc Liễu sắp xếp, không thể sơ suất được. Trước mắt bộ phận hậu cần của chúng tôi còn thiếu một trưởng phòng, thế này đi, chiều này cô đến làm thủ tục tiếp nhận vị trí trưởng phòng, cô xem có được không? Giám đốc Tôn biết làm việc, cô ta đoán cô này chắc là người nhà của Tổng Giám đốc Liễu, đầu tiên cứ cho làm chức trưởng phòng hậu cần đã, công việc không nhiều, lương cũng khá cao, rất nhiều người phải nịnh bợ cô ta, đây là chuyện tốt. Từ Dung Dung nghe xong lập tức mừng rỡ. Thật sao, vậy thì tốt quá, lát nữa tôi sẽ qua đó. Tắt điện thoại xong, Từ Dung Dung vui mừng khôn xiết. Mẹ, con xin việc thành công rồi, bọn họ nói muốn cho con làm trưởng phòng hậu cần. Dì Út nghe thấy thế liền kích động. Thật sao, con gái mẹ giỏi quá, trưởng phòng hậu cần, công việc này được đấy, con gái mẹ đúng là có năng lực. Đương nhiên, hi hi, con đã nói chúng ta không cần cầu xin người khác rồi mà. Đúng vậy, sớm biết tự con có thể ứng tuyển thành công, chúng ta lại còn đi cầu xin người khác, điên thật mà. Đợi lát nữa con nhận công việc rồi, chúng ta đến nhà họ khoe khoang. Được, cặp mẹ con cực phẩm này lập tức tràn đầy sự tự tin, họ tưởng rằng Từ Dung Dung dựa vào thực lực của mình để giành lấy công việc này. Bọn họ hoàn toàn không coi cuộc gọi trước đó của Tần Lâm ra gì, gọi một cuộc, nói vài ba câu là có thể sắp xếp công việc cho Từ Dung Dung sao? Không thể nào. Từ Dung Dung lập tức gọi xe đến Mỹ phẩm Tầng Vân, đến cổng, bảo vệ liền khách khí. Trưởng phòng Từ đến rồi. Cách xưng hô trưởng phòng Từ cộng với thái độ cung kính của bảo vệ lập tức khiến Từ Dung Dung tràn đầy tự tin. Đây là sự khác biệt về địa vị, trước đó thái độ của bảo vệ rất thờ ơ, bọn họ còn phải khách khí với anh ta, nhưng bây giờ vào thẳng công ty trở thành lãnh đạo, đến lượt bảo vệ phải cúi đầu cung kính trước bọn họ. Từ Dung Dung cười ha ha gật đầu, bước vào công ty một cách ngạo nghễ. Đến phòng làm việc của giám đốc Tôn, nhanh chóng làm xong thủ tục, đưa đồng phục rồi nói sơ qua về yêu cầu công việc. Thực ra công việc của trưởng phòng hậu cần rất nhiều, nhưng Từ Dung Dung có người chống lưng, vừa nhìn là biết không biết làm, vì thế dạy cô ta từng chút một từ cái đơn giản nhất. Từ Dung Dung tưởng rằng công việc của mình đơn giản như thế thôi, cô ta liền cảm thấy vui mừng. Ai bảo tìm công việc phải mệt phải khổ sở chứ, chẳng phải công việc này khá ổn sao, ngồi trong phòng làm việc sang chảnh, mặc đồng phục đẹp, sau đó còn có thể chỉ tay năm ngón với người khác, đúng là sướng thật. Đến giờ ăn cơm trưa, Từ Dung Dung đến nhà ăn, cảm giác giống như nhà quê lên tỉnh vậy. Có nhà ăn rộng thế này sao? Nguyên đồ ăn chính có hơn 20 loại, đúng là tuyệt thật đấy. Ngày đầu tiên Từ Dung Dung đi làm rất vui, cô ta xoa mặt mình rồi nghĩ bụng, xinh đẹp đúng là có lợi thật. Đến tận bây giờ Từ Dung Dung vẫn nghĩ rằng cô ta có thể tìm được công việc này là dựa vào ngoại hình của mình. Buổi tối tan làm, dì Út đã đứng đợi ở cổng. Lúc tan làm, đồng nghiệp bảo vệ ai ai cũng cung kính. Tạm biệt trưởng phòng Từ. Đi từ từ nhé trưởng phòng Từ. Nhìn thấy đám người thành thị xinh đẹp đó đều chào hỏi khách khí với mình, Từ Dung Dung cảm thấy sung sướng. Dì Út đứng bên cạnh nhìn thấy thế cũng nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy con gái mình đúng là có tiền đồ. Con gái yêu lợi hại thật đấy, vừa vào công ty đã trở thành lãnh đạo rồi. Từ Dung Dung cười hi hi, mẹ, con giúp mẹ nở mày nở mặt rồi đúng không? Bộ quần áo của con đẹp chứ mẹ? Từ Dung Dung mặc đồng phục của lãnh đạo,
cao cấp hơn nhân viên bình thường. Di Út giơ ngón cái, đẹp thật đấy, đi thôi, đừng thay quần áo, đi đến nhà Vương Đông Tuyết khoe khoang đi. Nói xong, hai mẹ con gọi xe đến thẳng nhà Vương Đông Tuyết. Nhanh chóng đến nhà Vương Đông Tuyết, cả nhà họ nấu xong cơm rồi, chuẩn bị ăn bữa tối. Sau khi hai mẹ con xuống xe, Từ Quyên sững sờ. Em gái, Dung Dung, hai người đến rồi, cả nhà chuẩn bị ăn cơm, mau vào ăn cùng đi. Nhìn thấy quần áo của Từ Dung Dung, Từ Quyên sững sờ. Dung Dung, bộ quần áo này. Từ Dung Dung ưỡn ngực, để bọn họ nhìn rõ bảng tên ở bên trên. Trưởng phòng bộ phận hậu cần mỹ phẩm Tầng Vân. Từ Quyên vội xoa tay, cúi đầu nhìn, bà ấy mừng rỡ. Ây dô, Dung Dung lợi hại thật đấy, thực sự vào mỹ phẩm Tầng Vân rồi sao? Di Út cười lớn vài tiếng, không thể che giấu được niềm vui. Đương nhiên rồi, con gái cưng của em là ai chứ, dựa vào sự nỗ lực của bản thân cũng có thể vào công ty lớn được, hơn nữa vừa vào đã làm lãnh đạo rồi. Từ Quyên cũng không ngờ Từ Dung Dung thực sự có thể tìm được công việc. Chị thấy vui thay bọn em, Dung Dung cũng có tiền đồ rồi. Vương Đông Tuyết thì cau mày lại, cô thấy khó hiểu khi nhìn sự ăn mặc của Từ Dung Dung. Em làm trưởng phòng ở mỹ phẩm Tầng Vân sao? Theo chị được biết, cho dù là nhân viên bình thường của Tầng Vân ít nhất cũng phải có bằng cử nhân, muốn làm trưởng phòng nhất định phải có thành tích xuất sắc, kinh nghiệm làm việc dày dặn mới được, em. Không đợi Vương Đông Tuyết nói xong, Di Út lập tức thấy không vui. Ý gì vậy chứ, cháu nói con gái gì không được sao? Di đã nói rồi, con gái gì không giống những người khác, chẳng cần các người giúp đỡ cũng có thể vào được công ty lớn. Nhưng, công ty lớn cũng không thể tùy tiện vào được, em viết sơ yếu lý lịch như nào vậy? Được rồi, Di Út bực mình. Vương Đông Tuyết, cháu đừng nói lời lẽ châm chọc nữa, nhờ giúp đỡ thì cháu mặc kệ, bây giờ con gái gì dựa vào thực lực vào công ty lớn, cháu lại nói lời lẽ khó chịu, sao nào, đố kỵ à? Từ Dung Dung cười khẩy nói. Mẹ, con thấy có thể chị họ cũng muốn vào mỹ phẩm Tầng Vân đấy, dù sao bây giờ chị ấy cũng chỉ là một streamer quen. Công việc bấp bênh, nói không chừng đến một lúc nào đó sẽ hết hot, mỹ phẩm Tầng Vân thì khác, đó là nơi làm việc ổn định. Mặt Di Út biến sắc, cái gì, cháu định nhờ con gái gì giúp để đi cửa sau vào công ty sao? Không được đâu, con bé vừa mới làm lãnh đạo, sao có thể thiên vị người quen chứ? Nếu để sếp lớn biết được, chẳng phải sẽ bị trách mắng sao? Không được, không được. Di Út tưởng Vương Đông Tuyết cũng muốn vào công ty, liền từ chối thẳng thừng. Tuyệt đối không thể giúp chuyện này được. Bà dì này đúng là quá thực tế, người khác phải cố gắng hết sức giúp đỡ bà ta, còn bà ta thì giúp người khác một tí cũng không được. Con gái tôi vừa mới làm lãnh đạo của công ty, đây là lúc phải thể hiện bản thân, các người đừng đó gây phiền phức cho con bé. Di Út nói thẳng thừng, dập tắt ý định của Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết cau mày, cô thấy cạn lời. Di à, cháu không muốn vào mỹ phẩm Tầng Vân, dì hiểu lầm rồi. Bà dì cười khẩy, tốt nhất là như vậy, đừng có ý định vớ vẩn gì với chúng tôi, con gái tôi đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, không thể để sếp lớn nắm thóp được. Từ Dung Dung cười khẩy, đúng vậy, tôi dựa vào năng lực của bản thân để giành lấy công việc này, lúc đầu nhờ giúp đỡ nhưng các người mặc kệ, bây giờ tôi vào được rồi, muốn nhờ vả tôi sao? Đúng là nực cười mà. Tần Lâm thấy bực bội, cau mày nói. Các người đúng là ảo tưởng. Cô thực sự cho rằng cô dựa vào năng lực của bản thân để giành lấy công việc này sao? Từ Dung Dung trừng mắt, sao nào, anh nghi ngờ tôi. Di Út cũng trừng mắt nhìn Tần Lâm, bà ta cười khẩy nói. Làm gì vậy, bệnh đố kỵ, không muốn thấy người khác sống tốt có phải không? Thấy Dung Dung nhà tôi có tiền đồ là bắt đầu ghen ghét đúng không? Các người đúng thật là, không muốn thấy người khác sống tốt hả? Từ Quyên vội nói, em gái. Em nói gì vậy chứ, bọn chị đương nhiên là không có ý đó rồi, mọi người đều hy vọng Dung Dung sống tốt, nhưng bọn chị cũng lo lắng, công việc này có phải đến quá dễ dàng rồi không, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì thì sao? Di Út hừ lạnh lùng, có thể xảy ra chuyện gì chứ, con gái tôi làm lãnh đạo thì có thể xảy ra chuyện gì hả? Tôi thấy các người đang đố kỵ, không muốn giúp đỡ người khác thì thôi, khó chịu khi thấy người khác sống tốt phải không? Lúc này bên công ty, Liễu Thanh Thanh đã xong công việc, cô định liên lạc với Tần Lâm thì sực nhớ ra chuyện anh căn dặn. Liễu Thanh Thanh đến bộ phận nhân sự.
Giám đốc Tôn, cô Từ Dung Dung hôm nay có đến không? Giám đốc Tôn vội đứng dậy, chào Tổng Giám đốc Liễu, Từ Dung Dung đến rồi, tôi đã sắp xếp cho cô ấy làm trưởng phòng bộ phận hậu cần. Liễu Thanh Thanh gật đầu, bộ phận này cũng ổn, không cần năng lực quá lớn hơn nữa cũng khá nhẹ nhàng, mặc dù Tần Lâm không nói là họ hàng gì, nhưng chắc vị trí này là được rồi. Giám đốc Tôn cười ha ha hỏi. Tổng Giám đốc Liễu, đó là người nhà của cô à? Liễu Thanh Thanh đáp, không phải người nhà tôi, là họ hàng của Lão Tần. Giám đốc Tôn sững sờ, Lão Tần, cô nói Tần Đại Sư sao? Trước đây có rất tin đồn giữa Liễu Thanh Thanh và Tần Đại Sư, mặc dù Giám đốc Tôn nghe ngóng được chút ít nhưng không dám chắc chắn, hơn nữa cũng không dám loan tin đồn linh tinh về sếp lớn, đó chẳng phải muốn chết sao? Liễu Thanh Thanh cười, đúng vậy, Lão Tần chính là Tần Đại Sư, bạn trai tôi. Bây giờ Liễu Thanh Thanh và Tần Lâm đã xác định quan hệ với nhau rồi, không cần phải giả vờ nữa, có thể nói với người ngoài. Giám đốc Tôn sững sờ, cô ta biết được một tin động trời. Không ngờ rằng Liễu Thanh Thanh thực sự đang yêu Tần Đại Sư. Đúng là trai tài gái sắc, chả trách lại quan tâm đến cô Tử Dung Dung như thế, thì ra là người nhà của Tần Đại Sư. Đột nhiên Giám đốc Tôn cảm thấy mình tắc trách quá, nếu là người nhà của Liễu Thanh Thanh, tùy tiện sắp xếp một vị trí là được. Nhưng là người nhà của Tần Đại Sư không thể qua loa như thế được. Nếu sắp xếp ổn thỏa khiến Tần Đại Sư hài lòng, nói không chừng đề bạt cô ta làm phó tổng giám đốc. Nghĩ đến đây, Giám đốc Tôn liền lấy điện thoại, gọi cho Từ Dung Dung. Alo, Từ Dung Dung à, tôi là Giám đốc Tôn, bây giờ cô đang ở đâu thế, tôi có thể gặp cô được không? Từ Dung Dung sững sờ, nói địa chỉ của mình. Giám đốc Tôn nói, lát nữa tôi đến gặp cô đợi nhé. Nói xong liền tắt máy. Giám đốc Tôn liếc nhìn phòng làm việc của mình, lấy hai hộp yến xào, đây là đồ khách hàng tặng, đắt tiền mà chất lượng cũng rất tốt. Dùng để tặng quà là tốt nhất. Giám đốc Tôn xách hai hộp yến xào rồi lái xe đi. Ở trong nhà Vương Đông Tuyết, Từ Dung Dung tắt mắt, lập tức trở nên kích động. Mẹ, lãnh đạo sắp tới. Dì út sững sờ, cái gì, lãnh đạo của con sắp tới sao, thật hay giả vậy? Thật đấy, vừa gọi điện thoại xong, chúng ta mau thu xếp đi. Dì út không dám chậm trễ, bà ta dám ra vẻ trước mặt người khác nhưng không dám sơ suất trước mặt lãnh đạo của Dung Dung. Nói xong bà dì trách móc Từ Quyên. Chị làm gì vậy, mau đứng dậy dọn dẹp nhà cửa đi, không có quy củ gì cả, lãnh đạo người ta đến thì ra thể thống gì chứ? Được, chị dọn dẹp đây. Nhìn thấy Từ Quyên bị dì út chỉ đạo, Vương Đông Tuyết thấy không vui. Dì hơi quá rồi đấy, sao nhà cháu lại không sạch sẽ chứ, cũng được rồi mà, cần gì phải dọn dẹp chứ. Dì út trừng mắt nhìn Vương Đông Tuyết, vẫn chưa đủ sạch. Người ta là giám đốc nhân sự, nếu không phục vụ tốt, nói không chừng sẽ đắc tội. Còn nữa, đừng tưởng giám đốc nhân sự đến là các người có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Đừng ỷ vào mối quan hệ với Dung Dung nhà tôi mà nhờ vào người ta, nghe rõ chưa? Dì út sợ rằng Vương Đông Tuyết sẽ đưa ra một số đòi hỏi quá đáng để được vào mỹ phẩm tầng vân, vì thế phải đánh phủ đầu trước, hôm nay giám đốc đến để gặp Từ Dung Dung, loại họ hàng nghèo đói như bọn họ tốt nhất đừng có ăn nói linh tinh. Biểu cảm của Từ Quyên rất khó xử, sau khi đáp lại một tiếng liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Vốn dĩ phòng ốc đã gọn gàng sạch sẽ rồi nên chỉ cần dọn dẹp qua một chút. Nhưng dì út thì không hài lòng, đứng chỉ tay năm ngón bắt Từ Quyên làm cái này, làm cái kia. Vương Đông Tuyết đứng bên cạnh thấy rất khó chịu, sắp nổi giận rồi. Cuối cùng con xe Mercedes-Benz đỗ trước cửa, một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước xuống xe, trẻ trung, ăn mặc rất sang trọng, dù gì cũng là giám đốc, đồng phục cũng cao cấp hơn Từ Dung Dung. Cô ta xách hai hộp yến xào đến, nhìn thấy Từ Dung Dung liền cười ha ha nói. Dung Dung, tôi đến thăm cô. Từ Dung Dung cũng biết điều, vội tiến lên nghênh đón. Ây dô, lãnh đạo làm khó tôi rồi, đáng lẽ tôi phải đi thăm cô mới đúng, sao lại để cô đến thăm tôi chứ? Từ Dung Dung không phải không biết đối nhân xử thế, chỉ là kẻ nịnh bợ mà thôi, gặp người có quyền thế thì khách khí kính cẩn, gặp kẻ kém hơn mình là bắt đầu cố làm ra vẻ. Giám đốc Tôn cười ha ha, sau khi hàn huyên vài câu thì nhìn thấy Tần Lâm ngồi ở ghế sofa, cô ta dè dặt hỏi. Xin hỏi, anh là Tần Đại Sư sao? Tần Lâm sững sờ, không ngờ rằng nhiều người như thế, Giám đốc Tôn là người đầu tiên hỏi anh.
Là tôi. Di Út nhìn thấy điệu bộ của Tần Lâm liền cảm thấy không vui. Cậu có thái độ gì vậy? Lãnh đạo nói chuyện với cậu đấy, mau đứng dậy đi. Vẻ ngoài chậm chạp của Tần Lâm khiến cho Di Út tức giận, đây chính là giám đốc Tôn của bộ phận nhân sự, quyền cao chức trọng, chắc hẳn cô ta cũng là một quản lý cấp cao ở Mỹ phẩm tầng vân. Kết quả Tần Lâm lại dám vô lễ như vậy, cũng không chịu đứng lên khi người ta nói chuyện với mình, anh vẫn ngồi đó bắt chéo chân, bộ dạng vô cùng trịch thượng, thật khiến người khác cạn lời. Tần Lâm nhíu mày, nhìn sang Di Út rồi nói. Tôi có thái độ gì cũng không cần bà chỉ dạy. Di Út đột nhiên không nói nên lời, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bà ta muốn dạy dỗ Tần Lâm vài câu, nhưng vì giám đốc Tôn vẫn đang ở đây nên bà ta cũng không tiện nói. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lườm Tần Lâm. Giám đốc Tôn vô cùng kích động, nhanh chóng bước tới bắt tay Tần Lâm. Xin chào anh Tần, tôi là giám đốc Tôn, lúc trước chủ tịch Liễu đã nói với tôi rồi. Giám đốc Tôn còn chưa nói xong, ý của cô ta chính là chủ tịch Liễu đã giúp Từ Dung Dung sắp xếp công việc. Tần Lâm gật đầu, vậy làm phiền cô rồi. Giám đốc Tôn vừa mừng vừa lo, làm gì có, không phiền chút nào. Nhìn thấy giám đốc Tôn liên tục nói chuyện với Tần Lâm, nhưng Tần Lâm vẫn không thèm để ý, điều này khiến cho Di Út và Từ Dung Dung vô cùng tức giận. Tần Lâm, tại sao cậu lại không hiểu chuyện như vậy, còn không mau đi rót nước cho giám đốc Tôn đi. Từ Quyên liền nói, không cần đâu tiểu Tần, cậu ấy cũng không biết gốc để ở đâu, cứ để gì. Nhìn thấy Từ Quyên phải đi hầu hạ người khác, đương nhiên Tần Lâm không thể nhịn được, liền đứng dậy nói. Dì ngồi đi, cứ để cháu. Nhìn thấy Tần Lâm đứng lên rót nước cho cô ta, giám đốc Tôn vô cùng sợ hãi. Nhưng đây là bạn trai của chủ tịch Liễu, hơn nữa anh còn là Tần đại sư nổi tiếng khắp cả nước. Không cần phiền cậu Tần đâu, cứ để tôi tự rót. Giám đốc Tôn vội vàng rót cho mình một cốc nước, sau đó lại run lẩy bẩy ngồi xuống. Di Út không nói nên lời, thật xin lỗi giám đốc Tôn, con trẻ còn chưa hiểu chuyện, khiến cô chê cười rồi. Giám đốc Tôn sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ bà ta đang nói ai vậy? Nói Tần Lâm không hiểu chuyện ư? Cô ta cũng không dám đoán bừa, thầm nghĩ chắc hẳn địa vị của Tần Đại Sư phải rất cao mới đúng chứ? Đây đều là người thân của Tần Đại Sư, nên đương nhiên càng phải tôn trọng Tần Đại Sư mới phải. Ha ha, giám đốc Tôn cười ngượng ngùng mấy tiếng, cũng không biết phải nói gì. Di Út cũng nhận thấy không khí có chút ngượng ngùng nên đã nhanh chóng tìm đề tài mới. Giám đốc Tôn, bây giờ có vô số nhân tài, đương nhiên việc cạnh tranh sẽ rất lớn, chắc Dung Dung nhà chúng tôi có tài nên mới được vào công ty của các cô có đúng không? Bầu không khí vốn có chút khó xử, nhưng sau khi Di Út nói câu này thì lại càng thêm ngượng ngùng. Nhìn ra năng lực của cô ta sao? Hai mẹ con nhà này bị gì vậy, không biết tại sao bản thân được nhận vào công ty ư? Có tài sao? Cô ta chỉ là một cô gái còn chưa học hết cấp 3 thì làm gì có tài năng chứ? Nếu như không có Tần Lâm gửi gắm thì làm sao cô ta được nhận? Giám đốc Tôn nhìn không dám nói, trong lòng thầm nghĩ, chắc bọn họ cũng là người thân của nhau nên đã có tính toán sẵn cả rồi. Ha ha, sau này cố gắng phát huy nhé, đừng làm cho anh Tần mất mặt. Từ Dung Dung sững ra một lúc, làm cho anh ta mất mặt. Liên quan gì đến anh ta chứ? Di Út cũng sững ra một lúc rồi nói, giám đốc Tôn. Không phải cô tưởng rằng cậu ta định xin vào công ty của các cô đấy chứ? Cô đừng hiểu lầm ý tôi, chúng tôi cũng không yêu cầu cô chuyện này, có thể nhận Dung Dung vào làm là đã tốt lắm rồi, cô không cần phải nể mặt Dung Dung nhận thêm người khác nữa đâu. Giám đốc Tôn ngẩn ra, nể mặt Từ Dung Dung để nhận anh Tần vào làm. Bọn họ đang nói cái quái gì thế? Nghe Di Út nói xong, Từ Dung Dung cũng lập tức có phản ứng. Đúng vậy, giám đốc Tôn, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ mới vừa vào công ty nên cũng sẽ không cầu xin cô giúp việc gì đâu, chẳng lẽ tên này muốn liên lạc với cô để vào mỹ phẩm tầng vân sao? Cô đừng đồng ý, tôi chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Lời nói của hai mẹ con Từ Dung Dung lập tức làm cho sắc mặt giám đốc Tôn xa sầm xuống. Lúc nãy mới bước vào đã cảm thấy có gì đó không đúng, hai mẹ con này dường như không hề biết chuyện gì đang xảy ra, không ngờ bọn họ lại có mối quan hệ không tốt với anh Tần như vậy. Bọn họ cứ luôn châm chọc Tần đại sư, thật không biết sợ ư. Giám đốc Tôn cười khẩy, Từ Dung Dung, cô thật sự không biết tại sao mình có thể vào được công ty ư. Từ Dung Dung sững ra một lúc, hả? Giám đốc Tôn, không phải cô đã đọc CV của tôi rồi sao,
chẳng phải cô cho rằng tôi có năng lực nên mới đưa vào công ty à? Giám đốc Tôn cười chế nhạo, cô có năng lực, nào, đến đây, tôi nói cho cô biết, tốt nghiệp cấp 2 thì có tài năng gì chứ? Từ Dung Dung bỗng nở nụ cười gượng, có chút ngượng ngùng hỏi, vậy là do tôi xinh đẹp sao? Phụt, một tiếng, giám đốc Tôn cười phá lên, xinh đẹp. Cô cũng tự tin quá rồi đấy, cô thử soi gương đi, sau đó nhìn lại nhân viên của mỹ phẩm Tầng Vân xem, có ai mà không trẻ đẹp hơn cô chứ? Các người vẫn chưa hiểu ra à? Lý do lúc trước tôi nhận cô vào, chính là vì anh Tần đã gọi điện cho chủ tịch của chúng tôi. Nếu như không có anh Tần, chỉ dựa vào tài đức của cô, có khi đến quét dọn cũng không được nhận nữa là. Bản thân cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao, nếu như không có anh Tần, cô chẳng là cái thá gì cả. Lúc trước tôi còn tưởng rằng đã hiểu lầm các người, bây giờ xem ra đúng là hiểu lầm thật rồi. Giám đốc Tôn nói xong, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Di Út và Từ Dung Dung mắt chữ A mồm chữ O, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng giám đốc Tôn lại nổi giận như vậy, điều bất ngờ hơn nữa chính là việc Từ Dung Dung được nhận bởi vì một cuộc điện thoại ngẫu nhiên của Tần Lâm. Anh tùy ý nói vài câu, nhưng đối phương lại là chủ tịch của mỹ phẩm Tầng Vân. Di Út và Từ Dung Dung đều sững sờ. Không thể nào, chuyện này không thể, anh ta còn không có cả xe, đi ra ngoài còn phải bắt taxi. Làm sao có năng lực lớn như vậy được? Giám đốc Tôn không nói nên lời, chỉ cười khẩy một tiếng, cô nói anh Tần không mua nổi xe sao? Tôi thấy cô thật sự là loại phụ nữ thiển cận nhất mà tôi từng gặp, đúng là tỏ ra trịch thượng mà. Tần Lâm cười nhạt, tôi thấy bọn họ cũng khá có khí phách đấy, nếu đã như vậy thì tôi cũng không cần phải giúp nữa, cứ để cho bọn họ đi phỏng vấn bình thường là được. Giám đốc Tôn lập tức hiểu ra, bèn nói. Từ Dung Dung. Theo như CV và dáng vẻ của cô sẽ không được nhận vào công ty, bây giờ cô đã bị đuổi việc, mau chóng cởi đồng phục của công ty ra đi. Từ Dung Dung sững ra một lúc, sắc mặt trở nên xám xịt. Giám đốc Tôn, hay là, cô cho tôi một cơ hội đi, tôi nhất định sẽ làm tốt, tôi không làm trưởng phòng nữa, cho tôi làm một nhân viên bình thường cũng được. Giám đốc Tôn cười khẩy, làm nhân viên cũng không xứng, đi thôi, quay về làm thủ tục với tôi. Nói xong, giám đốc Tôn lập tức đứng dậy rời đi. Từ Dung Dung sắc mặt xám xịt bước theo sau, hai mẹ con dì Út giống hệt như thây ma vậy, cảm thấy hết sức xấu hổ. Lúc này bọn họ đã thực sự hối hận, nếu như vừa rồi thái độ của bọn họ đối với Tần Lâm tốt hơn một chút, thì có lẽ Từ Dung Dung sẽ không chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé. Cho dù vừa rồi bọn họ có đối xử với Tần Lâm bình thường thì anh cũng sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Vì thể diện của mẹ con Vương Đông Tuyết nên anh mới đồng ý giúp. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn kết thúc rồi. Đến cả công việc cũng không còn chứ đừng nói là trưởng phòng, còn không bằng một nhân viên bình thường. Sau khi dì Út và Từ Dung Dung rời đi, gia đình Từ Quyên cũng không cần cảm thấy áy náy nữa. Cho dù Từ Quyên và Vương Đông Tuyết đều hiền lành như thế, nhưng cũng bị bọn họ chọc cho tức điên, chưa từng thấy người thân nào vô liêm sỉ như vậy. Cầu xin người khác giúp đỡ lại dám bày ra thái độ đó, đúng thật là không biết điều. Tiểu Lâm à, khiến cháu phải tủi thân rồi, dì không hề biết bọn họ lại là loại người như vậy. Tần Lâm mỉm cười, không sao đâu dì, sau này dì nên bớt tiếp xúc với kiểu người thân như vậy thì hơn, nếu không thì phải giúp đỡ bọn họ, ngược lại còn chẳng được lợi lộc gì. Nói xong, Tần Lâm và Vương Đông Tuyết cũng quay về, sau khi đưa Vương Đông Tuyết về nhà thì Tần Lâm liền nhận được điện thoại của Liễu Thanh Thanh. Sao thế, anh có xích mích với người thân à? Sau khi giám đốc Tôn trở về, cô ta liền đi báo cáo với Liễu Thanh Thanh, đương nhiên Liễu Thanh Thanh đã biết rõ mồn một bên kia xảy ra chuyện gì. Ha ha, không sao, em không bận nữa à? Để anh đến chỗ em nhé. Anh đến đi, em đợi. Chẳng bao lâu sau, Tần Lâm đã đến mỹ phẩm Tầng Vân, Liễu Thanh Thanh cũng đã đứng ở dưới lầu đợi sẵn. Liễu Thanh Thanh đứng cạnh chiếc Q7 màu đen. Cầm chìa khóa xe chờ Tần Lâm. Sau khi nhìn thấy Tần Lâm, Liễu Thanh Thanh liền nở nụ cười, sau đó ném chìa khóa xe về phía anh. Tần Lâm cầm lấy chìa khóa, sững ra một lúc. Đây là... Liễu Thanh Thanh mỉm cười, em nghe nói anh bị người khác coi thường vì không có xe nhỉ. Anh lấy xe của em đi. Tần Lâm liền cười gượng, không cần hỏi cũng biết là do giám đốc Tôn nói lại với Liễu Thanh Thanh. Thực ra anh có xe, nhưng không tiện lái mà thôi. Từ trước đến nay Tần Lâm chưa bao giờ mua xe,
trước đây đã có người tặng siêu xe cho anh, nhưng vì đường nhà Vương Đông Tuyết ở nông thôn nên không tiện lái xe cho lắm. Không ngờ Liễu Thanh Thanh sau khi biết chuyện lại tặng cho anh một chiếc xe. Liễu Thanh Thanh mỉm cười, xe của em cũng đang rảnh, anh cứ lái đi. Thực ra anh chỉ cần gọi Điền Gia Ấn đem đến cho anh một chiếc là được rồi. Điền Gia Ấn chính là ông chủ của tập đoàn Đông Khí, làm vài chiếc cũng như chơi đồ hàng mà thôi. Lúc trước Tần Lâm cũng đã tiện nói chuyện qua với ông ta, sau đó Điền Gia Ấn ngay lập tức đã tặng cho anh một chiếc Passat cao cấp. Nếu Tần Lâm đích thân yêu cầu, đương nhiên Điền Gia Ấn sẽ tặng một chiếc cao cấp hơn thế nữa. Liễu Thanh Thanh trợn tròn mắt, sao nào, cũng không phải là em không mua nổi xe, tại sao lại đi nợ ân tình của người ta làm gì? Hay là anh không muốn tiêu tiền của phụ nữ, chủ nghĩa đàn ông ư? Nhìn thấy giọng điệu của Liễu Thanh Thanh có chút phàn nàn, Tần Lâm liền bật cười, không nói nên lời. Đương nhiên anh không ngại chuyện này, đừng nói tiêu tiền của phụ nữ, cho dù có phải ăn bám anh cũng không để tâm, trước giờ Tần Lâm không phải là người quan tâm đến cách người khác nhìn mình ra sao. Hơn nữa, Liễu Thanh Thanh vẫn cảm thấy Tần Lâm không có nhiều tiền bằng cô. Xét cho cùng thì Liễu Thanh Thanh cũng là người giàu nhất cả nước, ở trong nước đương nhiên sẽ không có ai giàu hơn cô, trừ khi Tần Lâm thuộc dạng siêu giàu ở ẩn thì may ra. Tần Lâm lấy chìa khóa xe của Liễu Thanh Thanh, đây cũng coi như là chiếc xe mới của anh, thiết kế không tồi chút nào, vừa đủ rộng, vô cùng tiện lợi. Hai người lên xe chuẩn bị đi ăn, đột nhiên điện thoại của Liễu Thanh Thanh vang lên. Nhìn thấy tên hiển thị, Liễu Thanh Thanh chợt nhíu mày, có hơi không muốn trả lời. Bởi vì chiếc xe này được kết nối với Bluetooth của Liễu Thanh Thanh, Tần Lâm thông qua màn hình liền nhìn thấy được đó là tên của một người đàn ông. Giang Lương. Tần Lâm cũng không hề né tránh, liền hỏi, sao lại không nghe máy? Bạn trai cũ sao? Sắc mặt Liễu Thanh Thanh trắng bệch nhìn anh, ngay lập tức ấn nút trả lời. Giang Lương, anh tìm tôi có việc gì? Có một giọng đàn ông nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại. Thanh Thanh, anh về rồi, anh đã đi du học 5 năm, cuối cùng cũng đã trở về, anh muốn gặp em. Liễu Thanh Thanh lạnh giọng, tôi không muốn gặp anh, tôi và bạn trai đang chuẩn bị đi ăn rồi. Giang Lương sững ra một lúc, sau đó liền nói. Thanh Thanh, em giận anh có phải không, em cố ý chọc tức anh, em lấy đâu ra bạn trai chứ? Bạn trai của em chẳng phải là anh sao? Liễu Thanh Thanh cau mày, anh đừng có mặt dày như vậy. Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại. Tần Lâm ở cạnh nghe xong cũng không xen vào, tuy hai người bọn họ đã thiết lập mối quan hệ, nhưng anh vẫn chưa hề hỏi qua chuyện tình cảm trước đây của Liễu Thanh Thanh. Bạn trai cũ à? Tần Lâm cười hỏi. Liễu Thanh Thanh trợn tròn mắt, cứ coi là vậy đi, cũng không hẳn, tụi em là bạn học cấp 2. Liễu Thanh Thanh chậm rãi kể về chuyện tình cảm trước đây của cô. Tình yêu hồi cấp 2, thật ra căn bản cũng không được xem là tình yêu. Chỉ có thể tính là cảm nắng tuổi học trò mà thôi. Hồi cấp 2, Liễu Thanh Thanh và Giang Lương là bạn cùng bàn, mối quan hệ của hai người cũng khá tốt, bọn họ thường viết thư qua lại trong sổ tay. Sau đó, mối quan hệ của cả hai dần dần tiến triển, đó coi như là một mối tình đầu mơ hồ, dù sao cũng mới học cấp 2, bọn họ thậm chí còn không nắm tay nhau, chỉ là tình bạn vụng trộm mà thôi. Khi đó, gia đình Liễu Thanh Thanh cũng không quá giàu có, cô chỉ là một cô gái bình thường. Sau này, mụn trên mặt Liễu Thanh Thanh càng lúc càng nhiều, dần dần che kín cả khuôn mặt cô. Giang Lương ngay lập tức đã từ bỏ cô, một lần đang ăn, nhìn thấy cổ Liễu Thanh Thanh nổi mụn, anh ta liền nôn ra ngay lập tức, sau đó còn đổi chỗ ngồi, để lại một mình Liễu Thanh Thanh ngồi ở phía trước, về sau cũng không còn ai ngồi cùng bàn với cô ấy nữa. Trải nghiệm này, mặc dù bây giờ lại thấy không có gì, nhưng nó đã gây ra rất nhiều bóng tối tâm lý cho Liễu Thanh Thanh. Đã nhiều năm như vậy, Giang Lương vẫn chưa từng liên lạc lại với Liễu Thanh Thanh. Cho đến một thời gian trước, Liễu Thanh Thanh đã xuất hiện trên tạp chí Tam với một bức ảnh của cô. Nhìn thấy bức ảnh này, Giang Lương đột nhiên sửng sốt. Không ngờ bệnh tình của Liễu Thanh Thanh đã khỏi. Khi còn học cấp 3, Giang Lương đã từng đến gặp Liễu Thanh Thanh một lần. Nhưng lại phát hiện ra bệnh tình của cô ngày một nghiêm trọng, gần nửa khuôn mặt nổi đầy mụn, lúc đó dường như Giang Lương đã hoàn toàn bỏ cuộc. Khoảnh khắc hai người gặp nhau, trái tim yếu ớt của Liễu Thanh Thanh lại một lần nữa bị tổn thương. Sau đó Giang Lương đi ra nước ngoài, hai người cũng không còn liên lạc gì nữa. Nhưng không thể ngờ rằng bệnh tình của Liễu Thanh Thanh đã khỏi, hơn nữa cô cũng trở thành người giàu nhất cả nước.
đây chẳng phải là một bạch phú Mỹ chính hiệu sao? Sau khi Giang Lương biết tin, anh ta thật sự đã tự tát mình vài cái, nếu sớm biết cô sẽ trở nên xinh đẹp và giàu có như vậy, thì ngay từ đầu sao anh ta lại dám từ bỏ cô được chứ? 2. Không thể đoán trước được mà. Nhưng Giang Lương nghĩ dù sao đây cũng là mối tình đầu của Liễu Thanh Thanh, đương nhiên cũng sẽ có tính cạnh tranh hơn so với những người khác, dù sao tình đầu thường rất khó quên, nhất là đối với phái nữ. Vậy nên Giang Lương mới mặt dày quay về nước, chuẩn bị đi tìm Liễu Thanh Thanh để nối lại tình xưa. Liễu Thanh Thanh ngồi ở ghế phụ, bàn với Tần Lâm việc nên đi ăn ở đâu, không hề để tâm đến Giang Lương. Một lúc sau, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Lưu Hoa Hoa. Liễu Thanh Thanh bắt máy, sau đó hỏi. Hoa Hoa, sao thế, đây là bạn học của Liễu Thanh Thanh, cũng coi như là bạn thân với cô hồi đại học, sau này không còn liên lạc nhiều nữa, nhưng mối quan hệ vẫn khá tốt. Thanh Thanh à, có phải cậu đang ở đường Quế Lâm không, hình như tớ nhìn thấy cậu rồi. Liễu Thanh Thanh cười nói, không có, tớ đang ở đường lớn hội triển, tớ đang định đi ăn cá om dưa đây, cậu có muốn đi cùng không? Được thôi, vậy lát nữa gặp nhé, vừa hay tớ cũng đang ở bên này. Nói xong, cô liền cúp điện thoại. Liễu Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều, bèn nói với Tần Lâm. Lát nữa có thể bản thân em cũng sẽ đến, vừa hay có thể giới thiệu cho hai người biết nhau luôn. Tần Lâm gật đầu, cũng không quan tâm lắm, dù sao bây giờ đang là quan hệ yêu đương, giới thiệu bạn bè cho nhau cũng là chuyện bình thường. Chỉ tiếc là Tần Lâm không có bạn bè thân thiết nào, chỉ có các anh chị em gái coi như người nhà mà thôi. Cả hai đi đến nhà hàng, gọi món, sau đó ăn uống bình thường. Mặc dù Liễu Thanh Thanh là người nổi tiếng, nhưng dù sao cũng khác kiểu nổi tiếng của minh tinh, cho dù có đi trên đường cũng không có mấy người nhận ra. Hơn nữa, cho dù có nhận ra thì cũng không dám chào hỏi một cách dễ dàng, đó là người giàu nhất cả nước đấy, lỡ không cẩn thận chọc giận người ta thì coi như xong đời. Ngồi một hồi, Liễu Thanh Thanh mới gửi định vị cho Lưu Hoa Hoa, 10 phút sau. Một nam một nữ đẩy cửa bước vào, Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu lên, đột nhiên cau mày lại. Người tới đúng là Lưu Hoa Hoa, nhưng người bên cạnh Lưu Hoa Hoa lại là Giang Lương. Lưu Hoa Hoa. Liễu Thanh Thanh trừng mắt, có chút tức giận. Lưu Hoa Hoa nhanh chóng nói, Thanh Thanh, cậu hiểu lầm rồi, không phải tớ tố cáo đâu, tớ tình cờ gặp phải Giang Lương ở bên ngoài, anh ấy lại muốn cùng tớ đến đây, tớ cũng không còn cách nào khác. Liễu Thanh Thanh trợn mắt tức giận. Cô tin cái quỷ này mới lạ đó, vừa rồi Lưu Hoa Hoa vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho cô, chắc chắn là để giở trò này. Cô không ngờ Giang Lương lại có thể liên lạc với Lưu Hoa Hoa, vậy nên cô cũng không cần nghĩ nhiều, nên mới trực tiếp nói. Giang Lương này thật đúng là tốn không ít công sức mà. Lưu Hoa Hoa đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tần Lâm rồi nói. Vị này là ai thế, cậu không giới thiệu cho tớ sao? Một bàn có 4 chỗ. Tần Lâm và Liễu Thanh Thanh ngồi đối diện nhau, Lưu Hoa Hoa ngồi cạnh Tần Lâm, đương nhiên vị trí còn lại bên cạnh Liễu Thanh Thanh đành để Giang Lương ngồi rồi. Giang Lương cao gầy, đeo mắt kính, trông rất hiền lành. Sau khi ngồi xuống cạnh Liễu Thanh Thanh, cô chợt cau mày, sau đó nhích ghế sang một bên để giữ khoảng cách với anh ta. Đây là bạn trai của tớ, Tần Lâm. Lưu Hoa Hoa nhướng mày với vẻ thích thú. Cậu có bạn trai khi nào thế, tại sao tớ lại không biết? Hơn nữa xem ra cũng rất bình thường, chắc không phải là nhân viên đấy chứ. Liễu Thanh Thanh có chút tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Nhân viên cái gì chứ, đây là bạn trai tớ, Tần Lâm, đây là Lưu Hoa Hoa, bạn thân của em. Lưu Hoa Hoa bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ bông đùa. Được rồi Thanh Thanh, đừng giả vờ nữa, tớ biết là cậu cố ý tìm một người tạm bợ để chọc giận Giang Lương đúng không? Được rồi, người anh em, anh mau đi đi. Để cho ba người chúng tôi nói chuyện, vai diễn của anh đến đây là xong rồi. Tần Lâm cau mày, lúc nãy Liễu Thanh Thanh đã nói rồi, tôi là bạn trai của cô ấy, cô nghe không hiểu sao. Lưu Hoa Hoa nhíu mày, anh xong chưa, đừng có diễn nữa, nói trả anh tiền thì sẽ đưa, còn diễn nhập tâm như vậy làm gì, cũng biết diễn ghê đấy, anh là loại cóc ghẻ gì chứ, cũng có thể xứng với Liễu Thanh Thanh sao. Liễu Thanh Thanh cau mày, Lưu Hoa Hoa, cậu đừng nói như vậy. Đây thực sự là bạn trai của tớ. Lưu Hoa Hoa không nói nên lời, sao lại có thể được, cậu đừng lừa tớ nữa, tớ còn không hiểu cậu sao, nếu như cậu muốn có bạn trai thì sao tớ lại không biết được chứ. Giang Lương ngồi một hồi lâu cũng không thể nào nghe nổi nữa.
Đúng vậy Thanh Thanh, em hà tất gì phải nói dối anh chứ, giữa chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ được mà, anh sẽ không quấy rầy em đâu, em yên tâm, không cần phải tìm một người qua đường để lừa anh đâu, làm sao hai người có thể là một cặp được chứ, tôi. Liễu Thanh Thanh cạn lời, còn không thể giải thích rõ ràng được ư, hai người này bị bệnh gì thế. Ngay lúc Liễu Thanh Thanh không nói nên lời, Tần Lâm đột nhiên đứng lên. Sau khi đứng dậy, anh đưa một tay ra, choàng qua gáy Liễu Thanh Thanh, nhẹ nhàng kéo lại gần. Hai người đụng chạm da thịt, Tần Lâm đặt một nụ hôn lên môi Liễu Thanh Thanh. Đột nhiên, thời gian như bị dừng lại. Sắc mặt Liễu Thanh Thanh ửng hồng, nắm tay siết chặt đến mức tê dại, nhưng cô không hề giãy giụa, mà rất ngoan ngoãn ở trong vòng tay Tần Lâm. Lưu Hoa Hoa và Giang Lương đều trợn tròn mắt. Cho dù có giải thích như thế nào thì cũng không thể nào bằng được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Không phải nói là giả sao, bây giờ còn giả hay không đây? Cũng đã hôn rồi, còn giả được nữa sao? Sắc mặt Giang Lương trở nên vô cùng khó coi, anh ta siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mình yêu đang hôn người khác, loại ảnh hưởng thị giác này thực sự khiến anh ta đau đớn đến tột cùng. Vài giây sau, cả hai mới tách ra. Liễu Thanh Thanh thở hổn hển. Hình như vừa nãy cô căng thẳng đến mức quên mất hô hấp, hai mắt vẫn mở mịt, còn chưa kịp định thần lại. Sau vài lần hít thở sâu, hai người liền ngồi xuống, Liễu Thanh Thanh lại trở về với phong cách nữ chủ tịch bá đạo, bèn nói. Lần này tin rồi chứ, đây là bạn trai của tôi, Tần Lâm. Sắc mặt Giang Lương sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi. Thanh Thanh, tại sao em không đợi anh quay về? Liễu Thanh Thanh không nói nên lời, tôi đợi anh là ai mà tôi phải đợi? Giang Lương bày ra vẻ vô tội, Thanh Thanh, em biết không, từ khi gặp em hồi cấp 3, sau đó anh liền lập tức quay về học tập, anh thề, anh nhất định sẽ tìm cách tốt nhất để chữa trị cho em. Anh chăm chỉ học tập, đi du học, học trường y ở nước ngoài, anh đã nghiên cứu nhiều năm, vất vả vì em như vậy, kết quả em lại ở bên người khác ư. Em không thấy có lỗi với anh sao? Giang Lương càng nói càng tủi thân, suýt chút nữa đã khóc, như thể đã phải chịu đựng rất nhiều. Liễu Thanh Thanh cũng từng trải qua không ít gió to sóng lớn, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người không biết xấu hổ như Giang Lương. Hồi cấp 3, khi nhìn thấy Liễu Thanh Thanh liền quay đầu bỏ chạy, rõ ràng anh ta đã bị mụn trên mặt cô dọa cho sợ chết khiếp. Nhưng hiện tại thì sao, anh ta lại nói rằng quay về chăm chỉ học tập. Lý do này cũng quá gượng gạo rồi đó. Hơn nữa, Giang Lương còn nói học y ở nước ngoài là vì cô sao, thật nực cười, nhiều năm như vậy còn chưa từng liên lạc với nhau, nhưng anh ta lại dám nói là vì cô. Giang Lương, anh đừng có nói đến lương tâm, bao nhiêu năm qua anh có từng liên lạc với tôi không? Có phải là anh nhìn thấy ảnh của tôi, thấy tôi bây giờ đã tốt hơn, lại còn trở thành người giàu nhất cả nước nên mới quay về đúng không? Giang Lương giơ ba ngón tay lên, chân thành nói. Thanh Thanh, anh thề. Anh thực sự là vì em, bao năm qua anh không liên lạc với em là vì anh quá bận rộn vào việc học của mình, thứ hai là vì chưa học xong nên mới không có mặt mũi quay về gặp em, anh thật sự xin lỗi. Nhìn thấy bộ dạng đạo đức giả của Giang Lương, Liễu Thanh Thanh liền cười khẩy. Vậy bây giờ anh học xong rồi sao? Quay về chữa bệnh cho tôi à? Sắc mặt Giang Lương trở nên hơi ngượng ngùng, chẳng phải em đã chữa khỏi rồi sao? Căn bản anh đã nhanh chóng nghiên cứu ra rồi. Nhưng không ngờ em đã chữa khỏi, rốt cuộc thì em đã tìm đến vị bác sĩ có tiếng nào vậy? Liễu Thanh Thanh cười nhạt, vị bác sĩ nổi tiếng đó đang đứng trước mặt anh. Giang Lương sững lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tần Lâm. Em nói vị bác sĩ nổi tiếng đó, chính là anh ta. Liễu Thanh Thanh liền nói, không sai, chính là anh ấy, Tần Đại Sư, chắc anh đã từng nghe qua rồi nhỉ? Giang Lương nhíu mày. Cái gì mà Tần Đại Sư Cẩu Đại Sư chứ, anh chưa từng nghe qua. Mặc dù Giang Lương cũng học về Đông Y, nhưng dù sao anh ta cũng từng đi du học nhiều năm như vậy, kỹ năng chính của anh ta chính là kết hợp Tây Y với Đông Y. Hơn nữa, danh tiếng của Tần Đại Sư vẫn chưa lan ra nước ngoài, cho nên anh ta cảm thấy ba chữ Tần Đại Sư vô cùng xa lạ. Liễu Thanh Thanh cười nhạt, chưa từng nghe qua, đúng là kiến thức kém cỏi, về nước cũng có thể nghe ngóng mà. Để xem thử anh và Tần Đại Sư có cùng đẳng cấp hay không. Sắc mặt Giang Lương trở nên khó coi, không ngờ rằng du học nhiều năm như vậy lại Liễu Thanh Thanh khinh thường. Nếu nói về những chuyện khác, Giang Lương chưa chắc biết, nhưng nói về y thuật thì anh ta sẽ không phục ai.
Tuy tôi học y ở nước ngoài, nhưng sư phụ của tôi lại là một bậc thầy đông y có tiếng trong nước, Thái Trường Phúc. Sách mà sư phụ tôi viết đều là sách giáo khoa của tất cả các trường y. Hơn nữa, sư phụ tôi còn khám bệnh cho cả công chúa của nước Dị Lan, anh là cái thá gì chứ? Còn dám tự xưng là đại sư. Tần Lâm nghe xong liền cười nhạt. Ra là học trò của Thái Trường Phúc, quay về anh có thể hỏi sư phụ mình xem, có nên gọi tôi một tiếng đại sư hay không? Nếu là người khác, có lẽ Tần Lâm cũng không nói gì, nhưng đây lại là Thái Trường Phúc, đương nhiên anh vẫn có quyền phát ngôn. Lúc trước anh chỉ điểm qua cho Thái Trường Phúc, nếu không có Tần Lâm thì ông ta cũng không thể nào chữa khỏi bệnh cho công chúa được. Còn Giang Lương này chỉ là một đồ đệ nhỏ bé mà thôi, cũng không phải học trò cương gì, càng không phải đệ tử chân truyền, chỉ để danh xưng rồi tự cho rằng mình lợi hại mà thôi. Nghe Tần Lâm nói xong, Giang Lương đột nhiên nổi giận. Anh hỗn láo, anh dám nói sư phụ tôi như vậy sao? Tốt lắm, nếu anh tự hào với y thuật của mình như vậy thì chúng ta đấu với nhau thử đi, ai thua thì sẽ phải rời khỏi Liễu Thanh Thanh. Tần Lâm cười khẩy, trước tiên, tôi và Liễu Thanh Thanh đã là người yêu của nhau, anh không đủ tư cách để cạnh tranh công bằng với tôi. Thực ra, tôi học y là để chữa bệnh, chứ không phải vì thi thố. Hơn nữa, chó dù có thi đấu thực sự thì anh cũng không xứng, nếu như để sư phụ anh ra mặt, có lẽ tôi còn cho ông ta một chút cơ hội. Lời nói của Tần Lâm khiến cho Giang Lương trợn tròn mắt. Chuyện đề cử. Điên rồ, anh thực sự quá điên cuồng rồi. Thật sự từ trước đến nay chưa từng thấy ai điên rồ đến như vậy, lời nói của Tần Lâm hoàn toàn khiến cho Giang Lương cạn lời. Họ Tần kia, anh đừng có xúc phạm sư phụ của tôi, hôm nay tôi nhất định phải phân thắng bại với anh. Nói xong, Giang Lương liếc mắt nhìn về phía cửa, chỉ vào một người già rồi nói. Nhìn thấy ông già đó không, lúc nãy tôi thấy chân ông ta bị què, bây giờ tôi với anh đấu thử xem, ai có thể chữa cho ông ta hết què thì người đó là kẻ thắng cuộc, thấy thế nào? Tần Lâm cầm tách trà lên uống, nhưng không hề lên tiếng. Giang Lương cũng không quan tâm Tần Lâm có nói hay không, liền trực tiếp đi về phía trước, đến cạnh ông già lang thang rồi nói. Bác đưa tay cho cháu, để cháu giúp bác xem thử. Nói xong, anh ta trực tiếp nắm lấy cổ tay ông lão để bắt mạch, ông già lang thang cũng không phản kháng, để mặc cho anh ta làm. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà hàng và người đi đường đều tập trung ra phía ngoài, tò mò nhìn Giang Lương. Bọn họ muốn xem thật sự có thần y như vậy không, có thể chữa khỏi bệnh cho người què ngay tại chỗ. Sau khi bắt mạch xong, Giang Lương liền hỏi. Bác có thói quen xấu nào không, ăn uống thất thường, hay là thường xuyên thức khuya? Có người ở gần đó cười nhạo, chẳng phải là đang phí lời hay sao, đây chính là ăn mày mà, làm sao có thể ăn uống đều đặn được, có thể được bữa đói bữa no, sau đó ăn thêm chút đồ thừa thì không bệnh mới lạ. Ông già lang thang lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào, nên không hề trả lời. Giang Lương thở dài, có lẽ anh ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nào, để tôi xem chân của bác. Giang Lương không để ông già trả lời. Lập tức cầm chân của người lang thang lên, bóp vài cái, sau đó cau mày, quay đầu nhìn về phía Tần Lâm rồi nói. Đây là bệnh khó chữa, đây là hoại tử kinh lạc bẩm sinh, trước hết hãy cùng hợp tác với tôi để châm cứu. Giang Lương lấy ra từ thắt lưng một bao đựng kim châm, có thể thấy anh ta thường xuyên hành nghề, cho nên anh ta mới hay mang kim theo bên người để phòng trường hợp khẩn cấp. Anh ta kéo quần của người lang thang lên, sau đó thực hiện châm cứu trên bắp chân của ông ta. Khi ba cây kim bạc được đâm xuống, sắc mặt của người lang thang đột nhiên thay đổi. Giang Lương vui mừng khôn xiết, có cảm giác rồi ư. Người lang thang gật đầu, trên trán có cảm giác toát đầy mồ hôi. Giang Lương tiếp tục châm kim, sau khi đâm xuống 5 cây kim bạc, Giang Lương liền nhẹ nhàng rút ra. Anh ta liền nói, bệnh này không thể chữa tại chỗ được, nhất định phải được điều trị liên tục bằng châm cứu kết hợp với các loại thuốc, như vậy mới có thể làm thông các kinh mạch bị tắc nghẽn. Tôi sẽ đưa cho bác một tấm danh thiếp, sau này bác cứ đến tìm tôi là được. Nói xong, Giang Lương đưa cho ông ta một tấm danh thiếp. Bộp bộp bộp. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng, phải nói là vừa rồi trông Giang Lương giống hệt như một vị thần y vậy. Trên mặt Giang Lương lộ ra vẻ tự tin, mãn nguyện gật đầu. Sau đó nhìn Tần Lâm với vẻ giễu cợt. Tần đại sư, hay là anh có muốn thử không? Giọng điệu và thái độ của Giang Lương đầy khiêu khích,
loại bệnh tắc kinh lạc bẩm sinh này căn bản không thể chữa khỏi tại chỗ. Giang Lương giỏi nhất về trị bệnh dây thần kinh, đặc biệt là loại này, kinh nghiệm lâm sàng của anh ta cũng vô cùng phong phú, vậy nên anh ta rất có tự tin để đánh bại Tần Lâm. Tần Lâm mỉm cười, còn tưởng rằng anh có bản lĩnh gì, hóa ra chỉ là ngũ hành châm pháp mà thôi, mới như vậy mà đã tự mãn rồi sao? Giang Lương cau mày, không ngờ Tần Lâm lại có thể nhìn ra được anh ta đang dùng ngũ hành châm pháp, quả thực có bản lĩnh. Nhưng điều này cũng không nói lên gì cả, có thể anh đã học được ngũ hành châm pháp từ sách của sư phụ. Dù sao sách của Thái Trường Phúc cũng đã được liệt kê vào sách giáo khoa của Đại học Y, Tần Lâm đã từng đọc qua cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên ngũ hành châm pháp thực sự lợi hại, đó là thứ mà sư phụ tôi giỏi nhất, nếu như sư phụ tôi dùng nói thì người bị gãy tay cũng sẽ có thể lành trở lại. Một kẻ thiền cận như anh chắc chưa từng được thấy qua kỹ thuật như vậy đâu nhỉ. Tần Lâm cười nhạt, anh nghĩ nhiều rồi, ngũ hành châm pháp hoàn toàn không phải do sư phụ anh tạo ra, ông ta chỉ học lỏm được một chút mà thôi, cái mà anh được học lại còn là hạt bụi trong cát nữa. Hỗn láo! Giang Lương hừ lạnh một tiếng. Tên này thực sự ngông cuồng quá mức. Ngũ hành châm pháp, cả Hoa Hạ chỉ có một mình sư phụ của anh ta đạt đến mức cực điểm, nhưng Tần Lâm lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy, thật sự quá sắc láo rồi. Tần Lâm lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, đừng nói đến chuyện y thuật, tôi cảm thấy anh học mấy năm ở trường cũng thật ngớ ngẩn, đến mức căn bản thông thường cũng không có. Anh nói bị tắc kinh lạc bẩm sinh đúng không, tôi có thể chữa khỏi cho ông ta ngay tại chỗ. Giang Lương sững ra một lúc, sau đó bật cười. Không thể nào, anh đừng phét nữa, tắc kinh lạc bẩm sinh, cho dù Hoa Đà còn sống vẫn phải chữa trị trong một tháng, đây là thời gian để cơ thể của một người phục hồi trở lại, cho dù y thuật anh có tốt đến mấy cũng không có bản lĩnh như vậy đâu, ha ha ha. Anh cũng giỏi quá nhỉ. Tần Lâm cười nhạt, vậy anh nhìn cho rõ đây. Nói xong, Tần Lâm đi ra khỏi nhà hàng. Khi Tần Lâm rời khỏi, mặt ai cũng hiếu kỳ. Bọn họ muốn xem Tần Lâm làm thế nào để chữa khỏi cho một ông già bị què bẩm sinh. Ai cũng biết đông y thần kỳ nhưng không thể nào thần kỳ như vậy được. Cho dù có thể chữa khỏi cho cái chân què bẩm sinh thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Cái câu tổn thương xương cốt thì cần 100 ngày để khỏi là do ông tổ đông y nói. Tổn thương xương cốt thì cần 100 ngày để khỏi, cái bệnh què chân bẩm sinh này thì còn cần thời gian dài hơn. Ông già lang thang ngồi xuống đất. Mặt cười khinh khỉnh, ông ta đương nhiên không tin Tần Lâm có thể chữa khỏi cho ông ta ngay lập tức. Đúng là vớ vẩn mà. Sau khi ra khỏi cổng, Tần Lâm không hề chữa cho ông già lang thang, mà lên xe luôn, cầm lấy chìa khóa xe khởi động xe. Đám Giang Lương ai cũng sững sờ, Tần Lâm khởi động xe làm gì, chẳng nhẽ muốn lên xe lấy đồ. Đùng! Chân anh đạp vào chân ga, khởi động xe, tiếng bô xe vô cùng to, mọi người đều giật nảy mình. Sau đó Tần Lâm vào số và dần di chuyển xe. Ngay sau đó, anh lại đạp chân ga. Đùng, đùng một tiếng, chiếc xe lao lên, xông thẳng vào ông già ăn xin. Tất cả mọi người đều sợ chết khiếp, đám nữ sinh xung quanh hét lên. Anh muốn làm gì vậy, muốn giết người à? Ngay cả Liễu Thanh Thanh cũng sợ đến giật mình, vội vàng đứng dậy, mặt mày lo lắng. Giang Lương lại càng nghi ngờ, tên ngu này định làm gì vậy? Điên rồi à? Người hoảng sợ nhất đương nhiên là ông già lang thang. Sau khi Tần Lâm đạp chân ga, ông già lang thang hét lên, quay người vội vàng đứng dậy, sau đó điên cuồng chạy về sau, chạy nhanh như bay vậy. Đâu còn dáng vẻ của người què đâu. Chạy còn nhanh hơn thanh niên trai tráng nữa. Cót két. Sau đó, Tần Lâm đạp chân phanh dừng xe lại. Tần Lâm khống chế rất tốt, cho dù ông già què kia có không tránh kịp thì cũng không đâm vào ông ta. Sau đó, Tần Lâm xuống xe, cười nói. Chữa khỏi chưa? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ông già ăn xin này giả vờ què sao? Đã là thời đại nào rồi, đầy tên lừa đảo cũng giả bộ què, nên chẳng ai thấy lạ, nhưng lúc nãy Giang Lương vừa bắt mạch cho ông ta mà. Lại còn vừa bắt mạch vừa châm cứu, kết quả không nhận ra ông ta giả què. Đúng là làm trò mà. Ông già lang thang nhìn thấy mọi người đang khinh khỉnh nhìn ông ta. Biết không thể làm ăn được nữa rồi, liền cho hai tay vào túi chạy qua đường, dáng đi vô cùng ngông nghênh, hoàn toàn không hề có dấu vết bị què chân. Nếu như có đau chân thì là do vừa nãy Giang Lương vừa châm cứu cho ông ta. Giang Lương mắt chữ A mồm chữ O, mặt xám như tro. Không thể nào, không thể nào.
vừa nãy rõ ràng tôi thấy ông ta đó bị tắc nghẽn kinh mạch bẩm sinh mà, sao bây giờ lại khỏi rồi? Tần Lâm cười khẩy, tôi đã bảo rồi, anh chỉ mới học được phần ngọn mà thôi, ông ta không bị tắc nghẽn kinh mạch bẩm sinh, ông ta chỉ bị tê chân mà thôi. Tê chân mà thôi. Hi hi. Liễu Thanh Thanh không nhịn được mà cười, sau đó tất cả mọi người đều cười rộ lên. Không quen nên càng chẳng ngại, ai ai cũng cười ngả cười nghiêng, suýt nữa cười đến tắt thở. Sau khi chân bị tê, mạch đập sẽ hơi thay đổi một chút. Nếu như y thuật không giỏi thì có thể chẩn đoán thành tắc nghẽn kinh mạch bẩm sinh, tên Giang Lương này cũng cho là ông già lang thang bị tắc nghẽn kinh mạch, còn dùng ngũ hành châm pháp để châm cứu cho ông ta. May mà ông già ăn xin này có sức khỏe tốt, nếu là người có sức khỏe yếu thì e rằng mấy kim kia đã khiến người ta phát bệnh rồi. Giang Lương đứng ở đó, mặt đỏ tía tai, biết bao ánh mắt đang nhìn anh ta, giống như hàng ngàn cây kim đang đâm lên người anh ta vậy. Muốn tìm một cái lỗ để chui vào quá, Giang Lương đúng là đang làm trò mà. Khi Giang Lương muốn tìm đường thoát thì bốp một tiếng, ở cổng nhà hàng, trên đường cái xảy ra một vụ đâm xe. Một chiếc xe chở hàng lớn đâm vào một người đi đường, hơn nữa còn đè qua chân của người đi đường. Mặt tất cả mọi người biến sắc, họ đứng ở đó, không dám động đậy. Tình huống này bọn họ không dám tiến lên giúp đỡ, chỉ có thể đứng bên cạnh xem, có người đã lấy máy ra gọi xe cấp cứu đến. Tần Lâm thấy vậy vội vàng xông lên, Giang Lương hơi sững người nhưng cũng đi theo. Là bác sĩ, đây là bản năng của bọn họ, gặp nguy hiểm nhất định phải xông ngay đến. Tần Lâm tiến lên xem, tài xế lái xe chở hàng đã rơi vào hoảng loạn, sau khi xuống xe thì hai chân nhũn ra. Nhìn thấy mặt đất đầy máu liền ngồi bệt xuống đất. Chết người rồi, chết người rồi. Tần Lâm vội vàng tiến lên, đừng hoảng, đi ra đi. Lúc này, người bị thương đang nằm trên mặt đất, bánh xe chở hàng lớn đè lên bắp đùi của anh ấy, cả đoạn xương đùi đều bị dập nát, cơ bắp bị nát hết, trông vô cùng thảm thương. Tiêu rồi, mau cắt bỏ chân. Giang Lương nhíu mày, phản ứng đầu tiên là nói ra câu ấy. Theo logic của bác sĩ thông thường, phản ứng đầu tiên sẽ là cắt bỏ chân càng nhanh thì bộ phận giữ lại được càng nhiều. Tuy nhiên sắc mặt người bệnh tái nhợt, yếu ớt vô cùng, nghe thấy câu này sắc mặt lại càng khó coi hơn. Đừng, tôi không muốn cắt chân, tôi là vận động viên, cắt chân cũng không khác gì giết tôi. Nghe thấy yêu cầu của người bệnh, Giang Lương nhíu mày. Cũng đâu còn cách nào khác, bây giờ đùi của anh bị vỡ nát và hoại tử rồi, nếu như không cắt bỏ thì phần bên trên thì sẽ bị nhiễm trùng. Trừ phi có thầy tôi ở đây, sử dụng ngũ hành châm pháp, nhưng bây giờ, chấm CSO dù có là sư phụ tôi thì cũng không cứu được. Ngũ hành châm pháp mặc dù có thể gắn liền chân bị đứt, nhưng đấy là trên lý thuyết, cần điều kiện vô cùng hà khắc. Nhất định phải đảm bảo được điều kiện này thì mới thành công được, trong tình huống trước mắt. Chân đã bị xe chèn vào, cơ bản không thể nào cứu được. Tần Lâm nói, thả lỏng, đừng lo lắng, tôi giúp anh giữ lại chân. Nói xong, Tần Lâm bắt đầu lấy kim bạc ra. Nhìn thấy Tần Lâm ra tay, Giang Lương nhíu mày. Anh đừng làm loạn, anh có trình độ như nào mà dám ra tay cứu chữa. Anh đừng làm, tôi gọi điện thoại cho sư phụ. Giang Lương lúc này cũng hết cách, chỉ có thể hỏi sư phụ. Sư phụ, con đang ở Đông Hải. Ở chỗ con có chuyện gấp, chân của người bệnh bị xe tải lớn chèn vào, con nghĩ cái gì, sư phụ cũng ở Đông Hải ạ. Thế thì tốt quá, chỗ con đang ở là. Nói xong mấy câu, Giang Lương liền cúp máy, sau đó mặt mày phấn khởi mà nói. Anh đừng lo, sư phụ tôi sẽ đến ngay thôi, anh may đấy, sư phụ tôi biết sử dụng phương pháp ngũ hành châm pháp, nhất định có thể giữ lại chân cho anh cố thêm 5 phút nữa là được. Tần Lâm nhíu mày, 5 phút không kịp đâu. Người bệnh đang chảy máu, các tế bào cũng đang dần hoại tử, sau 5 phút, cho dù có là ngũ hành châm pháp thì cũng không có tác dụng. Hơn nữa với trình độ của Thái Trường Phúc, ông ta có sử dụng ngũ hành châm pháp thì cũng chưa chắc có thể thành công, để tôi làm đi. Nói xong, Tần Lâm cởi quần của người bệnh, một cây kim bạc đâm vào mắt cá chân. Dừng tay! Giang Lương hét lớn, anh làm cái gì vậy? Anh đừng vớ vẩn, sư phụ tôi sắp đến rồi, trình độ của anh đến đâu? Tự anh bia rõ. Anh có sử dụng được ngũ hành châm pháp không? Đây là mạng người đấy, anh mà làm không đúng là có thể dẫn đến việc phải cắt bỏ cả chân đấy. Anh ấy là vận động viên, anh đền được không? Tần Lâm nhíu mày, anh còn nhiều lời nữa là người bệnh sẽ bị anh làm lỡ cơ hội khỏi bệnh đấy.
Lúc này người bệnh nằm trên mặt đất, không nói nên lời, ý thức đã hơi mơ hồ, tùy người định đoạt. Tần Lâm cầm kim lên chuẩn bị đâm cây thứ hai. Giang Lương tiến lên, kéo cổ tay Tần Lâm. Anh thả ra, đừng làm loạn nữa. Tần Lâm nhíu mày, cút. Anh đạp Giang Lương một phát, sau đó đâm cây kim thứ hai của ngũ hành châm pháp, đâm chúng vào huyệt vị. Giang Lương bị đạp, lập tức nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi vô cùng. Tên họ Tần kia, anh đúng là muốn chết, mẹ kiếp. Giang Lương vừa định mở miệng mắng chửi, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ở bên cạnh, một bóng dáng quen thuộc xuống xe, đó chính là sư phụ Thái Trường Phúc của anh ta. Sư phụ! Giang Lương mừng rỡ, vội vàng hét lớn. Lúc nãy bị Tần Lâm đá một phát, Giang Lương khó chịu vô cùng. Sư phụ đến rồi, cuối cùng anh ta cũng có thể lên mặt rồi. Có sư phụ ở đây, chút y thuật của Tần Lâm chẳng là cái thá gì cả. Sau đó Thái Trường Phúc xuống xe vội vàng chạy đến hỏi. Người bệnh đâu? Bên kia. Thái Trường Phúc là đại sư thực sự, nghe thấy có người gặp tình trạng như vậy, vội vàng lại đây giúp đỡ. Ông ta đã đạt đến cảnh giới, khám bệnh cũng không vì kiếm tiền mà chỉ đơn thuần là để cứu người mà thôi. Đặc biệt là tình huống phải điều trị gấp, may ông ta cũng ở gần đây nên có thể cứu được cái chân này, tránh phải cắt chân. Giang Lương đưa Thái Trường Phúc đến trước xe chở hàng, nói với Tần Lâm. Mau dừng tay, sư phụ tôi đến rồi, mau đi ra. Tất cả mọi người đều lộ vẻ ước ao, Giang Lương này trông có vẻ đã lợi hại lắm rồi. Lúc trước anh ta vẫn cứ khoe khoang mình có sư phụ nên càng ghê gớm hơn. Lúc này đã không phải lúc để tranh cãi ai giỏi ai dốt nữa rồi, mà chỉ cần có thể chữa khỏi cho người bệnh là được. Thái Trường Phúc đi đến phía trước, nhíu mày, nhìn thấy hai cây kim trên chân, vội vàng nói. Ngũ hành châm pháp, thôi để tôi làm đi, tôi chuyên về cái này. Thái Trường Phúc vừa nói xong câu, Tần Lâm đột nhiên quay đầu nhìn ông ta một cái. Thái Trường Phúc nhận ra ánh mắt này. Con người lập tức co rút lại, vội vàng nói. Tần Đại Sư. Thái Trường Phúc kinh ngạc, không ngờ có thể gặp Tần Đại Sư ở đây. Lúc trước khi ông ta chữa bệnh cho công chúa ở nước Dị Lan, ông chắc từng bảo Tần Lâm chỉ huy ông ta chữa bệnh qua màn hình. Dưới sự chỉ đạo của Tần Đại Sư, Thái Trường Phúc đã chữa khỏi cho công chúa nước Dị Lan. Thái Trường Phúc vốn không phục Tần Lâm, nhưng sau một hồi chỉ đạo, Thái Trường Phúc phục rồi, ông ta biết mình còn kém Tần Lâm nhiều lắm. Sau đó, ông ta lập tức tra thông tin liên quan đến Tần Đại Sư, kết quả tìm được một số lần Tần Đại Sư diễn thuyết. Sau khi xem vài lần, ông ta phải thốt lên, đây đúng là thần y mà. Một người trẻ mới chỉ hơn 20 mà có thể có trình độ đông y cao siêu thế này. Y thuật của Tần Lâm đã đạt đến cảnh giới trở về nguyên trạng, những thứ anh giảng giải không phải là y thuật có trình độ cao, mà là những điều rất cơ bản, đơn giản, là những kiến thức y thuật thông dụng nhất. Những lý luận phức tạp, dưới sự giảng giải của Tần Lâm cũng trở nên vô cùng đơn giản, chỉ nói vài câu mà đã có thể giảng giải kiến thức y thuật vô cùng thấu đáo. Sự hiểu biết về những điều cơ bản này thực sự quá vững và những kỹ năng cơ bản đó tốn hàng chục năm mài giũa. Thực sự không biết Tần Lâm học y thuật từ ai, có nền tảng vững chắc thế này thì phải là một người sư phụ thực sự giỏi. Giang Lương đứng bên cạnh xứng người. Sư phụ quen anh ta sao? Thái Trường Phúc nói, đương nhiên quen, Tần Đại Sư đã từng chỉ dạy cho sư phụ. Nói xong, Thái Trường Phúc quỳ xuống, lặng lẽ nhìn Tần Lâm chữa bệnh, không nói gì nữa. Tất cả mọi người lập tức suy nghĩ, vừa nãy Tần Lâm đã nói rồi, tôi từng chỉ dạy cho sư phụ của anh, sau đó bị Giang Lương mắng cho một trận. Kết quả bây giờ có vẻ như, Tần Lâm không hề chém gió, lời anh nói đều là thật. Giang Lương đứng bên cạnh, tỏ vẻ ngượng ngùng. Mắng Tần Lâm cũng không đúng, không mắng cũng không xong. Tần Đại Sư, ngũ hành châm pháp này, cây kim thứ ba nên châm thế nào? Trong ngũ hành châm pháp, cây kim thứ ba là quan trọng nhất. Có cần cắt chân hay không, có thể giữ lại được cái chân này hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cây kim thứ ba. Tần Lâm nói, ông biết Thấu Thiên Lương không? Thái Trường Phúc nói, biết. Thiêu Sơn Hỏa, Thấu Thiên Lương. Mặc dù là những phương pháp châm cứu vô cùng cao siêu nhưng với Thái Trường Phúc mà nói thì cũng chẳng khó gì. Tần Lâm nói, nguyên lý cũng giống với Thấu Thiên Lương, cây kim thứ ba vừa đâm vào, vừa nhấc lên. Vừa đâm vào vừa nhấc lên chính là quy tắc quan trọng của Thấu Thiên Lương. Mà ngũ hành châm pháp cũng dùng phương pháp tương tự,
hiểu như vậy thì sẽ giảm khả năng bị sai hơn. Thái Trường Phúc đột nhiên hiểu ra, kích động đến mức vỗ đùi. Không hổ danh là Tần Đại Sư, chỉ một câu nói mà đã khiến ông ta hiểu ra. Giang Lương đứng bên cạnh nghe, nhưng anh ta không hiểu gì. Tần Lâm giảng cho một mình Thái Trường Phúc, với trình độ và câu hỏi của Thái Trường Phúc, ông ta chỉ nói một câu, Tần Lâm liền biết trong đầu Thái Trường Phúc đang nghĩ gì, câu hỏi xuất phát từ đâu, muốn hỏi cái gì. Vậy nên Tần Lâm chỉ cần nói một câu thấu thiên lương, Thái Trường Phúc liền hiểu ra. Đây mới là cao thủ thực sự, bởi vì Tần Lâm đã từng gặp những câu hỏi như vậy rồi, sư phụ cũng từng hỏi anh cái này, vậy nên câu hỏi ông ta muốn hỏi, Tần Lâm đều biết hết. Sau khi cây kim thứ ba được đâm xuống, người bệnh đột nhiên mở mắt, vẻ mặt đau đớn. Bác sĩ, chân tôi đau. Tần Lâm nói, chân đau là đúng rồi, nhịn một chút nhé. Thành công rồi, Thái Trường Phúc kích động hét lên. Ngũ hành châm pháp, quan trọng nhất là cây kim thứ ba, thực ra chân của người bệnh đã đứt hoàn toàn rồi, nhiều dây thần kinh đã bị dính lấy nhau, dùng tay nhẹ nhàng kéo cũng có thể đứt. Vậy nên đáng nhẽ anh ấy sẽ không cảm thấy gì, mà cây kim thứ ba này là để người bệnh có lại cảm giác. Cây kim thứ ba này khiến những sợi dây thần kinh bị dính với nhau không đứt như vậy nữa, chỉ cần kinh mạch nối lại thì chân cũng được cứu. Người bệnh đau đến nhè răng, nhưng Tần Lâm cũng hết cách, muốn giữ lại chân thì chỉ có cách này, đau chút cũng phải nhịn. Cây thứ 4, cây thứ 5 được đâm xuống. Sau khi 5 cây kim được đâm xuống, xe cấp cứu cũng đến nơi, mấy bác sĩ y tá đến nhìn thấy cảnh này lập tức kinh ngạc. Thái Đại Sư, mặc dù bọn họ là bác sĩ Tây Y nhưng cũng từng đọc qua sách của Thái Đại Sư lúc còn đi học, vậy nên vừa nhìn liền nhận ra Thái Trường Phúc. Như vậy thì tốt quá. Đỡ tốn công Tần Lâm giải thích. Bây giờ nghe theo sự hướng dẫn của tôi, cố định đùi và phần giữa đùi của bệnh nhân bằng tấm cố định, nhấc lên xong phải nhẹ nhàng đặt xuống, đến bệnh viện thì phải được làm phẫu thuật ngay. Da thịt bị lở loét phải được cắt bỏ hết, thà cắt thừa còn hơn cắt thiếu, hiểu chưa? Mấy bác sĩ y tá có hơi sững sờ, trong lòng nghĩ tên nhãi này là ai vậy, đến lượt anh chỉ đạo à? Thái Đại Sư còn chưa nói gì, anh nói làm gì chứ? Nhìn thấy mấy y tá bác sĩ còn sững sờ, Thái Trường Phúc vội vàng nói. Sững người làm gì, đây là Tần Đại Sư. Mọi người lập tức kinh ngạc. Cái gì, Tần Đại Sư? Là Tần Đại Sư của Đại hội Đông Y. Tần Lâm vô cùng nổi tiếng, nếu như thực sự bàn về danh tiếng, khẻo còn nổi hơn cả Thái Trường Phúc. Chỉ có điều bọn họ không nhận ra Tần Lâm mà thôi, bọn họ đương nhiên tin lời Thái Trường Phúc. Không ngờ cậu thanh niên này lại là Tần Đại Sư tiếng tăm lẫy lừng. Vâng thưa Tần Đại Sư, chúng tôi sẽ cứu chữa ngay. Cho dù biết là Tần Đại Sư thì cũng không dám chậm trễ, vội vàng làm theo sự hướng dẫn của Tần Đại Sư để chữa trị. Chẳng mấy chốc, người bệnh đã được khiêng lên xe, Thái Trường Phúc do dự một chút. Tần Đại Sư, tình trạng của người bệnh không được ổn định, trên đường có khả năng sẽ phải điều chỉnh ngũ hành châm pháp, hay là tôi đi cùng. Tần Lâm gật đầu. Trên xe đều là bác sĩ Tây Y, nếu như kim bạc thực sự xảy ra vấn đề thì bọn họ sẽ không biết điều chỉnh. Cho Thái Trường Phúc đi cùng cũng là một cách để bảo đảm. Trước khi Thái Trường Phúc chuẩn bị rời đi còn hung ác lườm Giang Lương một cái. Giang Lương, đây là Tần Đại Sư, con nhất định phải khiêm tốn thỉnh giáo, không được bất kính với Tần Đại Sư. Nghe rõ chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.